Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Tập 145. Đây chính là nơi ở của ngươi sao? Nhìn chẳng ra sao cả. Liễu Mộng rất không hài lòng về đại đường bên trong động của quỷ vương, ngay cả một món trang trí sáng lấp lánh cũng không có, đen như than đá, chẳng vui gì cả. Độc giác quỷ vương thấy Liễu Mộng tức giận như vậy, không khỏi giật mình, vội vàng giải thích, chúng ta là quỷ tộc, không thể sử dụng đồ phát sáng được, cho nên... Buồn cười, Liễu Mộng không nghe, trực tiếp vạch trần độc giác quỷ vương, tại sao bốn tên tiểu quỷ này vẫn luôn ở bên ngoài mà không bị hồn phi phách tán? Vừa rồi ngươi ra ngoài dùng lôi đánh chúng ta, tại sao cũng không bị hồn phi phách tán? Ngươi tưởng chúng ta ngốc hay ngươi cảm thấy mình tìm cớ rất thông minh? Độc giác quỷ vương bị dọa đến cơ thể co rụt lại, khóc nức nở, tất cả đều có nguyên nhân. Mộng Mộng đại tiên nữ, ngươi nghe ta giảo hoạt, à, không, là giải thích. Ta không nghe, Liễu Mộng khẽ hừ một tiếng, trừng mắt nhìn độc giác quỷ vương, còn nữa, ngươi không phải quỷ vương sao, tại sao lại yếu đến như vậy? Ta mới đánh ngươi có mấy phút, ngươi đã quỳ xuống xin tha thứ, có phải ngươi là đồ giả mạo hay không? Độc giác quỷ vương kiên trì nói, ta thật sự là quỷ vương nơi này, không phải giả đâu. Có phải hay không, hay là đổi ở đâu rồi? Liễu Mộng thuận miệng hỏi một câu. Đổi ở giếng thú ma. Độc giác quỷ vương vô thức trả lời, kết quả lời vừa ra khỏi miệng, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi, khóc ròng, ta là quỷ vương thật mà. Thật đấy, đổi cái gì mà đổi? Ánh mắt Liễu Mộng sáng lên, giếng thú ma, đó là nơi nào? Cô, đừng hỏi nữa, ông ta rõ ràng cố ý nói ra cái tên này để dẫn dụ ngươi đấy. Liễu Vân Mạn trong nháy mắt phát hiện được ý đồ của độc giác quỷ vương, vội vàng nhắc nhở. Liễu Mộng nhìn Liễu Vân Mạn, trịnh trọng nói, Vân Mạn, ở bên ngoài, người đừng gọi ta là cô, hãy gọi ta là tỷ tỷ. Gọi ta như thế, không phải nghe ta rất già sao? Tùy ngươi, Liễu Vân Mạn thở dài thật sâu, nhưng vẫn không quên nhấn mạnh, ngươi tốt nhất nên nhớ kỹ nhiệm vụ của chúng ta, đừng mải ham chơi như thế. Nhiệm vụ, Liễu Mộng sững sờ, mơ hồ hỏi ngược lại, không phải chúng ta đến đây chơi sao? Còn có nhiệm vụ gì nữa? Liễu Vân Mạn hoàn toàn bó tay, một lát sau mới nói, nếu ngươi vẫn cứ như vậy, ta sẽ phát lệnh phù về cho Nguyệt tỷ tỷ, để họ đến mang ngươi về. Đừng, Vân Mạn, Mạn Mạn, ta khó khăn lắm mới ra ngoài được một chuyến, không muốn trở về sớm như vậy. Liễu Mộng bị nắm tử huyệt, đành phải cầu xin Liễu Vân Mạn, ta ở thần tiên đảo sắp bị nghẹn mất. Không phải ta nói thần tiên đảo không tốt, nhưng phu quân không có, người có thể chơi được với ta thật sự quá ít. Chơi cũng không vui. Nếu cứ như vậy mà trở về, ta sẽ bị nghẹn đến điên mất. Ngươi không đến nỗi mất nghĩa khí, ngay cả cô của mình cũng hại luôn chứ. Liễu Vân Mạn cảm thấy hoang đường vô cùng, lúc này Liễu Mộng mới nhớ đến nàng là cô sao. Ngươi muốn chơi, cái này ta hiểu, cũng không can thiệp thái quá. Nhưng Nguyệt tỷ tỷ đã giao xuống nhiệm vụ, tuyệt đối không thể không quan tâm. Liễu Vân Mạn cũng biết tính tình trẻ con của vị cô này. Chỉ có thể từ từ dạy dỗ. Nếu trực tiếp cấm đoán không cho phép, đoán chừng sẽ kích thích Liễu Mộng, khiến nàng rơi vào trạng thái phản nghịch, khi đó lại càng không tiện quản thúc. Ta không nói là mặc kệ, chúng ta không phải cũng chỉ vừa mới đến vạn quỷ quật thôi sao? Liễu Mộng thấy Liễu Vân Mạn cũng không hạn chế nàng chơi đùa, cười một tiếng, được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu làm nhiệm vụ. Trán độc giác quỷ vương đầy dấu chấm hỏi. Hoàn toàn nghe không hiểu hai nữ nhân này đang nói cái gì, đành phải liếc nhìn bốn tiểu quỷ canh cổng, thấp giọng quát, hai nữ nhân kia rốt cuộc có lai lịch gì. Tiểu quỷ số một ngẩn người, chỉ mình, đại vương đang nói chuyện với ta phải không? Tiểu quỷ số hai đạp tiểu quỷ số một một cái, mắng to, không phải ngươi thì là ai? Mau trả lời đại vương đi. Tiểu quỷ số ba có chút sợ sệt, không nhất định đại vương hỏi lão đại, cũng có thể hỏi nhị ca ngươi đấy. Tiểu quỷ số 4 không kiên nhẫn được nữa, mặc kệ đại vương hỏi số mấy, chúng ta chẳng biết cái gì cả. Được rồi, đám phế vật các ngươi, để các ngươi đi gác cửa chẳng khác gì tai nạn. Độc giác quỷ vương bất đắc dĩ, đau lòng nhức óc không thôi, hối tiếc không thôi. Đám người các ngươi đang to to nhỏ nhỏ gì thế? Liễu Mộng quát hỏi, có phải các ngươi muốn nhân cơ hội này chạy trốn, hoặc thương lượng âm mưu quỷ kế hại chúng ta hay không? Không có. Tuyệt đối không có. Vết sưng trên mặt độc giác quỷ vương vẫn còn chưa biến mất,
nào có gan kia chứ, cuống quýt giải thích, ta chỉ hỏi thăm mấy đứa bên dưới lai lịch của hai vị tiên tử mà thôi. Liễu Mộng hỏi tiếp, người muốn biết lai lịch của chúng ta? À, không muốn, tuyệt không muốn. Độc Giác Quỷ Vương sợ hãi, vội lắc đầu. Muốn thì chính là muốn, còn dám giả ngu trước mặt ta. Liễu Mộng nắm chặt nắm đấm, xem ra ngươi vẫn không thành thật, cần phải dạy lại. Độc Giác Quỷ Vương khóc to, Mộng Mộng đại tiên nữ điện hạ, ta không có giả ngu, ta vẫn luôn thành thật. Ngươi tuyệt đối đừng đánh ta nữa, nếu đánh nữa, ta chết thật đó. Cô, ngươi nên thu liễm lại một chút. Liễu Vân Mạn nhìn không được liền khuyên, ngươi ra tay không bao giờ biết thu lực, làm sao bọn họ có thể địch lại. Đúng vậy, Liễu Tiểu Tiên Tử nói đúng. Độc Giác Quỷ Vương còn chưa tỉnh hồn, liên tục gật đầu. Liễu Mộng vô cùng khó chịu chỉ vào Độc Giác Quỷ Vương, ngươi tốt xấu gì cũng là Quỷ Vương, tại sao lại yếu đến như vậy, lại sợ đến như vậy. Bổn Vương cũng không còn cách nào. Độc Giác Quỷ Vương khóc thút thít, hai vị tiên tử quá mạnh, hơn nữa mấy ngàn năm cũng không ai đến đây, chúng ta không có đối thủ, công lực tất nhiên là giảm xuống. Cho nên nói, chúng ta phải giữ gìn thực lực, phải đánh nhau mỗi ngày. Liễu Mộng nghiêm túc đưa ra một kết luận. Liễu Vân Mạn đột nhiên có cảm giác Liễu Mộng đang được Hạ Thiên phụ thể. Hai vị tiên tử đột nhiên giá lâm vạn quỷ quật có chuyện gì không? Độc Giác Quỷ Vương không muốn tiếp tục sợ hãi nữa, chủ động hỏi thăm mục đích chuyến đi này của hai người. Liễu Mộng nhướng mày, thế nào, người muốn đuổi chúng ta đi? Không dám, chỉ là ta không muốn chậm trễ đại sự của hai vị tiên tử. Cổ Độc Giác Quỷ Vương co rụt lại, có chút e dè. Hừ, Liễu Mộng nhếch miệng không nói gì nữa. Vậy thì tốt, ta xin nói thẳng. Liễu Vân Mạn thấy Độc Giác Quỷ Vương phối hợp như thế, cũng lười quanh co, chúng ta từ Phiếu Miểu Tiên Môn đến đây chỉ vì muốn điều tra một việc, hy vọng ngươi có thể phối hợp một chút. Phối hợp, tuyệt đối phối hợp, chỉ cần chúng ta biết, chúng ta sẽ không có nửa điểm che giấu. Độc Giác Quỷ Vương không chút do dự gật đầu. Suy nghĩ duy nhất của ông ta bây giờ là sớm đuổi hai ma nữ này đi, hai vị tiên tử muốn điều tra chuyện gì. Rất tốt, Liễu Vân Mạn mỉm cười, ngươi có biết Vạn Nguyên Tinh Hỏa Giáo không? Con ngươi Độc Giác Quỷ Vương đột nhiên co rụt lại, hơi do dự. Liễu Mộng nhìn thấy, mỉm cười, ngươi đang định nói dối. À, không có, tuyệt đối không dám. Độc Giác Quỷ Vương bị dọa thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Vạn Hỏa Giáo là ma giáo hơn một vạn năm trước, đương nhiên là ta có nghe nói qua, nhưng chúng ta chẳng có liên quan gì đến ma giáo đó cả. Ta không nói cái này. Liễu Vân Mạn thản nhiên nói, chúng ta nhận được tin tức, gần đây vạn quỷ quật xuất hiện tung tích giáo đồ Vạn Hỏa Giáo, ngươi có biết điều này không? Không biết, Độc Giác Quỷ Vương lập tức lắc đầu phủ nhận, ở chỗ của ta tuyệt đối không xuất hiện giáo đồ Vạn Hỏa Giáo nào cả. Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Liễu Mộng cười hỏi ngược một câu, vậy ý của ngươi là thông tin chúng ta nhận được là sai lầm. À, Độc Giác Quỷ Vương còn chưa kịp phản ứng, trên đầu đã bị một quyền của Liễu Mộng, đau đến mức đầu như muốn nứt ra. Ta đã nói rồi, tốt nhất ngươi đừng có nói láo, nếu không, ngươi nhất định sẽ phải chịu đau. Liễu Mộng hừ lạnh một tiếng, ngươi đừng mong giấu giếm, chúng ta đã nhìn ra được. Ngươi dám nói dối, có tin chúng ta bắt các ngươi lại. Mang về thần tiên đảo chậm rãi chơi không? Nhưng bổn vương thật sự không biết mà. Độc Giác Quỷ Vương khóc to lên, trong lòng vô cùng ủy khuất, đến bây giờ bổn vương cũng chỉ có 3.000 tuổi, hoàn toàn chẳng biết nhiều gì về Vạn Hỏa Giáo, làm sao phân biệt được ai mới là giáo đồ Vạn Hỏa Giáo chứ? Ngươi đừng sợ, nếu ngươi thật sự không biết, chúng ta cũng không làm khó ngươi. Liễu Vân Mạn trấn an hai câu, nhưng trong tay chúng ta có tin tức. Nói rõ nơi này đích thật có tung tích Vạn Hỏa Giáo xuất hiện. Cho nên, ngươi hãy cẩn thận nhớ lại, trong khoảng thời gian gần đây, Vạn Quỷ Quật có xuất hiện dị tượng lạ thường gì hay không? Dị tượng lạ thường, Độc Giác Quỷ Vương không khỏi rơi vào trầm tư, nhưng càng nghĩ, lông mày của ông ta lại càng cau chặt, nửa ngày sau cũng không nghĩ ra được có gì dị thường. Các ngươi cũng hãy suy nghĩ cho ta đi, Liễu Mộng quay sang nói với bốn tiểu quỷ canh cổng, nếu nghĩ không ra, tất cả các ngươi cũng đừng hòng ăn cơm, còn phải theo giúp ta luyện quyền. Bốn tiểu quỷ canh cổng giật cả mình, cuống quýt làm ra vẻ trầm tư suy nghĩ. Không cần suy nghĩ, Vạn Quỷ Quật đích thật đã xuất hiện bóng dáng của Vạn Hỏa Giáo.
một âm thanh thanh thúy vang lên bên cạnh. Tiếp theo, một thiếu nữ mặc váy đen tướng mạo thanh lệ chậm rãi bước ra. Ngươi là ai? Liễu Mộng bỗng nhảy đến trước mặt hiếu nữ, mũi hít hà, là người hay quỷ thế? Ta là tam nữ nhi của Độc Giác Quỷ Vương, Tuyết Khỉ La. Thiếu nữ váy đen thản nhiên đáp. Liễu Mộng sửng sốt, quay sang nhìn Độc Giác Quỷ Vương, dung mạo ngươi vừa xấu vừa đen như thế, lại còn họ Tuyết. Con gái của ngươi xinh đẹp như vậy, chẳng hợp lý chút nào. Họ là được lưu truyền từ thượng cổ xuống, ta cũng không còn cách nào. Độc Giác Quỷ Vương bất đắc dĩ nói, về phần dung mạo nữ nhi xinh đẹp, là do dáng dấp của mẹ con bé đẹp. Liễu Vân Mạn cũng chú ý được sự khác biệt, liền hỏi, ngươi khẳng định những lời ngươi vừa mới nói lúc nãy. Khẳng định, Tuyết Khỉ La gật đầu. Độc Giác Quỷ Vương có chút luống cuống, Khỉ La, ngươi đừng có ăn nói lung tung, ở chỗ của chúng ta lấy đâu ra giáo đồ Vạn Hỏa giáo. Phụ thân, chẳng lẽ người quên nửa tháng trước, Cửu Biểu Ca chạy đến tìm chúng ta sao? Tuyết Khỉ La thành thật nói. Cửu Biểu Ca, Độc Giác Quỷ Vương sửng sốt, sắc mặt thay đổi, người nói tiểu tử đó đã gia nhập Vạn Hỏa giáo. Giếng thú ma thật ra là một cái hồ nước, nhưng do có hình dạng hẹp tròn, sâu không thấy đáy, người ta mới gọi nó là giếng. Truyền thuyết năm đó, thủy tổ cơ tộc đã từng săn giết một đại ma vương ở đây. Vì thế mới có danh xương thú ma. Lúc này, ba lão giả gầy yếu mặc áo bào đỏ đứng bên hồ theo hình tam giác, người nào cũng khom lưng kết ấn, quỳ một chân trên mặt đất, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt hồ. Thời gian sắp đến rồi, tại sao Cửu công tử còn chưa ra ngoài? Một lão giả không có râu lo lắng nói, không biết có xảy ra chuyện gì hay không? Lão giả râu đỏ bên tay phải trầm giọng đáp, không đâu, tâm hỏa còn chưa dứt. Nhất định sẽ không có việc gì đâu. Nhưng sắp đến cực hạn rồi. Lão giả lông mày bị đứt đứng bên phải lão giả râu đỏ lên tiếng, chỉ còn nửa nén hương nửa thôi. Cho dù Cửu công tử có thể kiên trì, chúng ta cũng không chịu nổi. Trong lúc ba người đang nói chuyện, mặt hồ bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều bong bóng. Một lát sau, bong bóng càng lúc càng nhiều, càng lúc càng lớn. Ha! Một bóng người giống như dao long từ mặt hồ vọt lên khỏi mặt nước. Sau khi bay lên khoảng mấy chục trượng, người này rũ hết sóng nước trên người, sau đó rơi xuống mặt đất, là một công tử trẻ tuổi diện mạo anh tuấn. Cửu công tử, ba vị lão giả lập tức thu ấn, cung kính kêu một tiếng. Công tử trẻ tuổi cũng không trả lời, chỉ vận linh khí sấy khô toàn bộ nước trên người, sau đó lấy một bộ quần áo sạch sẽ trong túi trữ vật ra mặc vào. Lúc này, hắn ta mới đưa mắt nhìn ba lão giả, thản nhiên nói, tất cả đứng lên hết đi. Ba vị lão giả nhìn nhau, chậm rãi đứng dậy, im lặng mấy giây. Vị lão giả không dâu không nhìn được liền hỏi, Cửu công tử, không biết có tìm được gì dưới giếng thú ma hay không? Không có, công tử trẻ tuổi có chút không vui, lắc đầu nói, giếng này sâu không thấy đáy, dưới trăm trượng cứ như hầm băng, dưới ngàn trượng giống như hỏa ngục. Khi lặn xuống 9.900 trượng đã là cực hạn, chỉ sợ nguyên thần của ta cũng sẽ bị chôn vùi. Ba vị lão giả nghe xong, không khỏi lộ vẻ thất vọng. Chỉ còn thiếu 100 trượng nữa thôi, lão giả râu đỏ cảm thán nói. Vị lão giả lông mày bị đứt có chút hoài nghi, một lát sau mới nói, nếu chỉ còn thiếu 100 trượng, Cửu công tử có thể nhìn thấy cảnh tượng dưới đáy hay không? Không nhìn thấy, Cửu công tử không kiên nhẫn nói, xuống đến ngàn trượng. Linh nhãn không có đất dụng võ. Đến 5.000 trượng, cho dù là thần thức cũng vô pháp sử dụng. Vậy chúng ta phải làm như thế nào? Lão giả râu đỏ cau chặt mày, nếu không lấy được vật dưới đáy giếng ra, làm sao chúng ta có thể khiến thượng sứ đại nhân phục sinh? Lão giả lông mày bị đứt lắc đầu nói, chỉ có thể nói là cơ duyên chưa tới đi. Làm sao có thể còn chưa tới? Lão giả có gương mặt lo lắng hơi bất mãn. Tức giận quát, hiện tại thánh hỏa đã thắp đầy Tiên Vân Đại Lục, tả hữu nhị hộ pháp đều đã hiện thân, tứ đại sứ giả cũng đã tìm được thế thân thứ hai. Đây chính là thời điểm thánh giáo ta phục sinh, tuyệt đối không thể cứ như thế mà từ bỏ. Ta quản thánh giáo hay là không thánh giáo? Dù sao, bổn công tử không xuống nữa đâu. Công tử trẻ tuổi khó chịu nói, muốn đi thì các ngươi tự đi, hoặc các ngươi tìm người khác. Cửu công tử, ngươi nói như vậy không đúng rồi. Ánh mắt lão giả không dâu trầm xuống, đừng quên, ngươi là do chúng ta giúp đỡ, cũng là chúng ta đẩy ngươi lên nguyên thần kỳ,
với điều kiện ngươi nhất định phải là thánh đồng hỏa sứ hàng thân. Không sai, giọng nói của lão giả lông mày bị đứt đoạn bỗng trở nên nghiêm túc, nếu ngươi muốn đổi ý, chúng ta sẽ thu lại tất cả những gì mà ngươi có, bao gồm mệnh của ngươi. Công tử trẻ tuổi hiển nhiên cũng đã nhẫn nhịn ba lão giả đến cực hạn, quyết định từ bỏ, hai tay giang ra, được, các ngươi lấy lại tu vi đi, lấy luôn cả mạng của ta đi. Dù sao, các ngươi cũng chẳng xem ta là công tử gì cả, chỉ coi ta giống như một công cụ mà thôi. Chỉ để lấy được đồ vật dưới đáy giếng, các ngươi không hề cân nhắc đến cảm nhận của bổn công tử ta. Được rồi, đừng bực bội nữa, tất cả mọi người bình tĩnh lại. Lão giả râu đó nhẹ giọng thuyết phục, cửu công tử, ngươi cũng đừng uể oải như thế. Chỉ cần lấy được đồ trong giếng ra, chờ hỏa sứ sống lại, ngươi tất nhiên có thể khôi phục được tự do, chúng ta cũng sẽ không dây dưa ngươi nữa, lại còn tặng cho ngươi thêm một đống thiên tài địa bảo, đủ cho ngươi xưng hùng một phương. Các ngươi đừng đến lúc đó qua sông đoạn cầu, ta đã cảm ơn trời đất lắm rồi. Công tử trẻ tuổi đương nhiên không tin mấy lời nói suông này, nhưng tính mệnh đang nằm trong tay người khác, hắn ta không thể không khuất phục. Lão giả râu đỏ vô cùng thành khẩn, ngươi yên tâm đi, chúng ta đã phát lời thề độc với lão tổ. Nếu như trái với lời thề, chúng ta sẽ bị trời tru đất diệt. Lão giả không dâu bổ sung, khi nhập giáo, chúng ta đã giao tâm hồn của mình cho lão tổ thánh hỏa, cho nên, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm trái với lời thề. Ngươi là đồng tử hàng thân, cho dù hỏa sứ phục sinh, ngươi cũng thu hoạch được chỗ tốt, trở thành hậu tuyển sứ giả đời tiếp theo của giáo ta. Lão giả lông mày bị đứt bắt đầu dẫn dụ, đến lúc đó, ngươi sẽ chính thức trở thành cửu công tử, đám lão giả chúng ta còn phải dựa hơi ngươi mà thở đấy. Chỉ mong là thế, vị công tử trẻ tuổi cũng không dễ thuyết phục, chỉ là thái độ chống đối không còn mãnh liệt như trước, hôm nay ta dễ tính, chờ ta nghỉ ngơi thêm mấy ngày, ta sẽ thử lại một lần. Lão giả không có dâu lo lắng nói, ngươi hãy nhanh đi, tránh cho đêm dài lắm mộng. Lão giả lông mày bị đứt đoạn hiển nhiên cũng cảm thấy không nên kéo dài, không sai, nếu để người của phiếu miểu tiên môn nhận ra, vậy chúng ta phí công nhọc sức rồi. Nơi này có ba quả xích quỳnh, có thể khôi phục linh lực của ngươi, còn có huyết khí bị hao tổn. Lão giả dâu từ lấy một quả trong suốt màu đỏ từ trong ngực ra, đưa cho công tử trẻ tuổi, thời gian chúng ta không còn nhiều. Nhất định phải tranh thủ, không thể trì hoãn được nữa. Lúc này, một khô lâu chân thấp từ đằng xa chạy đến, báo, quỷ vương cùng với tam công chúa, còn có hai cô gái xa lạ đang đi đến bên này. Hắn ta đến đây làm gì? Lão giả lông mày bị đứt nghi hoặc, miệng lẩm bẩm. Lão giả không dâu có chút không rõ, suy đoán, chẳng lẽ hắn ta muốn lấy lại giếng ma thú sao? Giếng ma thú vốn là đồ của vạn hỏa giáo. Vạn quỷ quật là chúng ta cho rác quỷ tộc của ông ta mượn vạn năm trước. Lão giả râu đỏ trừng mắt nhìn đám người độc giác quỷ vương đang đi tới. Các ngươi đừng lên tiếng, cứ để ta ứng đối với hắn ta. Công tử trẻ tuổi dần chấn định lại, thản nhiên nói, ông ta nói thế nào cũng cứu cứu của ta, chỉ cần sự việc còn chưa bại lộ, ông ta sẽ không làm gì ta đâu. Nói xong, độc giác quỷ vương, còn có tam công chúa. Liễu Mộng và Liễu Vân Mạn đã đến gần giếng thú ma. Cứu cứu, tam biểu muội, tại sao các ngươi lại rảnh rỗi đến đây? Công tử trẻ tuổi chỉnh lại quần áo, cười nhẹ bước lên nghênh đón, sao mọi người không thông báo trước một tiếng, ta cũng tiện chuẩn bị rượu ngon, thức ăn ngon chờ mọi người. Độc giác quỷ vương vẫn giữ vững tôn nghiêm của quỷ vương trước mặt công tử trẻ tuổi, thịt rượu cái gì, không cần đâu. Ta đến tìm ngươi có một số việc cần ngươi xác nhận. Không biết là chuyện gì, công tử trẻ tuổi nhìn Liễu Mộng và Liễu Vân Mạn, không biết hai vị tiên tử này là. Liễu Mộng lười nói nhảm, không thích quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề, có phải ngươi đang qua lại với người hỏa hay thủy giáo thì đó không? Là vạn nguyên tinh hỏa giáo, gọi tắt là vạn hỏa giáo. Liễu Vân Mạn ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mặc kệ nó. Liễu Mộng thờ ơ khoái tay, chỉ vào công tử trẻ tuổi trước mắt, ngươi tốt nhất đừng nên nói láo. Ta và phu quân của ta đã học qua hỏa nhãn kim tinh, chỉ cần nhìn một chút thôi cũng biết ngươi nói thật hay nói dối. Nói thật và nói dối thì nghe ra được, nhưng có liên quan gì đến nhìn? Công tử trẻ tuổi cười nhạt, thản nhiên nói, huống chi, trước khi hỏi chuyện, hai vị tiên tử có phải nên nói ra thân phận, xem như phép lịch sự hay không?
hỏi ngươi cái gì thì ngươi trả lời cái đó, đừng nói sang chuyện khác. Liễu Mộng không vui, ngoại trừ Hạ Thiên và một đám tỉ muội của nàng ra, nàng phiền nhất là người khác uốn nắn nàng sai lầm của nàng. Liễu Vân Mạn trả lời thẳng câu hỏi của công tử trẻ tuổi, chúng ta đến từ phiếu Miểu Tiên Môn, có lệnh phù do cơ nữ hoàng ban xuống, cố ý đến Vạn Quỷ Quật điều tra tung tích Vạn Hỏa Tà Giáo. Quả nhiên là phiếu Miểu Tiên Môn, không nghĩ đến lại nhanh như vậy. Công tử trẻ tuổi và ba vị lão giả liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy sự sợ hãi và kinh nghi của đối phương. Hai vị tiên tử sợ là đã đến nhầm chỗ rồi, chúng ta chẳng có liên quan gì đến Vạn Hỏa Giáo cả. Công tử trẻ tuổi nở nụ cười hiền hòa, khiêm cung nói, đương nhiên, nếu có manh mối nào, chúng ta tất nhiên sẽ kịp thời hồi báo. Liễu Mộng lắc đầu, không đúng, ngươi đang nói láo. Ồ, tại sao ngươi biết? Công tử trẻ tuổi giật mình, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, vẫn lạnh nhạt như cũ. Liễu Mộng không kiên nhẫn nói, cái gì thấy cũng chưa chắc. Ta nhìn thấy các ngươi đã khẳng định các ngươi không phải người tốt lành gì, cũng như chẳng làm chuyện gì tốt. Lão giả râu đỏ không nhìn được lên tiếng, tuy chúng ta là quỷ tộc, nhưng không phải tà ma ngoại đạo. Cho dù hai vị tiên tử đến từ phiếu Miểu Tiên Môn, cũng không thể tự dưng nói xấu chúng ta được. Có nói xấu hay không, thử một chút sẽ biết. Liễu Mộng cười hắc hắc, nắm chặt nắm đấm đánh vào đầu lão đầu râu đỏ. Một quyền gần như không có dấu hiệu nào, lão giả râu đỏ trong nháy mắt đổ mồ hôi lạnh cả người, liên tục thối lui về phía sau nhưng vẫn không kịp. Bị quyền phong đánh trúng, bay ngược mấy chục bước, té lăn quay bên cạnh giếng thú ma. Hai lão giả còn lại giận tím mặt, cùng nhau ngăn cản Liễu Mộng, lên tiếng quát mắng, lẽ nào lại như vậy? Chứng cứ gì cũng không có, lại ra tay đánh người. Người phiếu Miểu Tiên Môn đều ngang ngược vô lễ như thế sao? Chứng cứ gì? Quả đấm của ta chính là chứng cứ. Liễu Mộng tìm cớ để đánh, những chuyện khác hoàn toàn không nằm trong đầu của nàng. Hai người này dám ngăn cản nàng, nàng không khỏi hào hứng hơn. Một lát sau, ba lão giả có chút không chống đỡ được. Cứu cứu, người có ý gì vậy? Công tử trẻ tuổi nhìn không được gấp lên, quát hỏi Độc Giác Quỷ Vương, nếu người có ý kiến gì với ta thì cứ nói, tại sao lại để người ngoài ra tay với tam lão trong tộc chúng ta? Độc Giác Quỷ Vương cũng có nỗi khổ khó nói. Chút bản lãnh của ông ta trước mặt Liễu Mộng chỉ là chuyện tiếu lâm. Huống chi hai nữ nhân này còn là người của phiếu Miểu Tiên Môn, tay cầm lệnh phù cơ nữ hoàng, ông ta không có gan phản kháng. Các ngươi chỉ cần phối hợp với hai vị tiên tử cho tốt, sẽ không có chuyện gì đâu. Độc Giác Quỷ Vương cảm thấy nãy giờ không nói thì cũng không được hay cho lắm, liền mở miệng khuyên, người bảo tam lão trong tộc của ngươi đừng phản kháng. Mộng Mộng đại tiên nữ điện hạ cũng không phải là người không nói đạo lý. Mặc dù Liễu Mộng rất lỗ mãng, nhưng Liễu Vân Mạn cũng không ngăn cản nàng, ngược lại còn bỏ qua hành vi hồ nháo của nàng. Nguyên nhân quan trọng trong đó chính là nàng cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt, cũng không muốn trì hoãn quá nhiều thời gian, chỉ bằng cứ để mặc Liễu Mộng thăm dò bọn họ, nói không chừng còn có thể tìm hiểu được chút tình huống. Huống chi, Liễu Mộng cũng giống như Hạ Thiên, cũng đều là băng hỏa linh thể, đối với chính tà thiện ác có được mẫn cảm trời sinh, cũng không phải là người chỉ biết làm loạn. Vậy thì tốt. Tam lão, các ngươi trước dừng tay đi. Công tử trẻ tuổi do dự một chút, nhưng khi nhìn thấy ba lão giả liên tục bại lui, hắn ta cảm thấy không ổn, rốt cuộc lên tiếng quát lớn, các ngươi hãy để cho hai vị tiên tử phiêu miểu môn nhìn kỹ một chút xem chúng ta có phải là người trong ma giáo hay không. Ba lão giả kia do dự nhưng vẫn ngừng tay, vội lui sang bên cạnh, thái độ khom người khiêm cung. Chẳng vui gì cả, Liễu Mộng thấy ba lão đầu không phản kháng nữa. Cảm thấy không dễ chơi, đánh tiếp đi, các người rõ ràng rất có thực lực, tại sao lại che giấu như thế? Cô, người dừng tay trước đi. Liễu Vân Mạn thấy vậy, đành mở miệng gọi Liễu Mộng. Liễu Mộng quay sang nói với Liễu Vân Mạn, Mạn Mạn, ba người này nhất định có vấn đề. Rõ ràng bọn họ có thực lực nhưng không dám dùng đến. Ta biết rồi, người về trước đi. Liễu Vân Mạn trấn an Liễu Mộng một câu, sau đó vẫy tay với nàng. Mũi chân Liễu Mộng điểm một cái lướt đến bên cạnh Liễu Vân Mạn, bĩu môi nói, hai, không dễ chơi gì hết. Thanh Nhã và Thanh Ảnh không phải nói bên này có rất nhiều nhân vật lợi hại có thể khiến cho ta đánh tận hứng, tại sao đều là thứ hèn nhát như vậy? Công tử trẻ tuổi nghe xong, hàng lông mày không tự chủ được mà cau lại,
dường như không nhịn được sắp sửa phát tác, nhưng cuối cùng vẫn mím môi không nói gì. Liễu tiểu tiên tử, không biết các ngươi có thủ đoạn gì có thể phân biệt được bọn họ có phải là người trong ma giáo hay không? Độc giác quỷ vương nghi hoặc hỏi Liễu Vân Mạn. Dù sao, vạn nguyên tinh hỏa giáo đã bị phiếu miểu tiên môn tiêu diệt sạch sẽ từ vạn năm trước. Đa số tiền bối tu tiên lúc đó đã về cõi tiên từ lâu. Bây giờ muốn phân biệt được người trong ma giáo hay không, quả thật có chút khó khăn. Muốn phân biệt được có phải người trong ma giáo hay không, hiện tại có ba phương pháp. Trước khi rời khỏi thần tiên đảo, cơ nữ hoàng và tả nhất thương đã dạy cho hai người phương pháp phân biệt. Thứ nhất, khi hỏa khí cực thịnh, người trong ma giáo nhất định phải hiến tế hồn phách cho dã hỏa lão tổ. Cho nên, khô lâu tướng sẽ xuất hiện bên trong hỏa khí. Thứ hai, năm đó phiếu miểu tiên môn có ba loại thần khí có thể trực tiếp phân biệt được người trong ma giáo. Vừa lúc ta có được một cái. Thứ ba, tạm thời còn chưa nói được. Nói xong, Liễu Vân Mạn móc một vật từ trong túi chữ vật ra, giơ cao trước mặt mọi người, là một tấm gương bạch ngọc lớn bằng bàn tay. Thái thượng tỏa ma kính, lão già râu đỏ nhìn thấy cái gương, sắc mặt trong nháy mắt không tự chủ được kêu lên sợ hãi. Lông mày Liễu Vân Mạn giãn ra, cười một tiếng, ý vị thâm trường, a, vị lão tiên sinh này, người biết tấm gương này sao? Phiếu miểu tiên môn chính là tông phái vạn năm, trong đó tam thần khí càng tiếng tăm lừng lẫy. Ánh mắt lão giả không dâu hiện lên dị sắc, lập tức giải thích cho đồng bạn của mình, nhận ra tấm kính này cũng không có gì lạ. Điều này cũng đúng, Liễu Vân Mạn không hề có ý hùng hổ dọa người, thản nhiên nói, nhưng, nếu các ngươi đã nhận ra tấm gương này, vậy thì dễ làm rồi. Các ngươi có phải giáo đồ vạn hỏa giáo hay không, chỉ cần tấm gương này chiếu vào, chúng ta sẽ biết ngay thôi. Nào, ai trước? Ba vị lão giả nhìn nhau, ánh mắt đều hiện lên vẻ do dự. Hiển nhiên bọn họ cũng không ai muốn bị tấm gương này chiếu vào. Vị Liễu tiên tử này, người nói vậy có chút không ổn. Công tử trẻ tuổi lên tiếng, ban đầu, quỷ tộc chúng ta tu chính là công pháp quỷ đạo, vốn đã bị tỏa ma kính vứt bỏ. Mặc kệ chúng ta có phải người trong ma giáo hay không, tỏa ma kính vẫn tạo thành tổn thương không nhỏ cho chúng ta. Nếu xuất hiện ngộ phán, một thân tu vi coi như mất trắng. Nhưng tấm gương này không phải đã bị hủy từ vạn năm trước rồi sao? Lão giả râu đỏ thấp giọng nói. Liễu Vân Mạn biết đối phương có tâm tư gì, liền mỉm cười giải thích, yên tâm đi, tấm gương này đã được trưởng môn tân nhiệm của phiếu miểu tiên môn điều chỉnh qua, sẽ không xuất hiện ngộ phán, cũng không tổn thương quỷ tu bình thường. Nó chỉ nhằm vào tà ma ngoại đạo chân chính mà thôi. Tuy là nói như vậy, nhưng không ai có thể cam đoan nó tuyệt đối sẽ không phạm phải sai lầm. Công tử trẻ tuổi run lên nhưng vẫn cố gắng chống chế, chỉ bằng như thế này, dù sao tuổi tác tam lão trong tộc đã cao, cơ thể khó mà chịu đựng được sự dày vò, chỉ bằng để ta làm thay. Chỉ cần ta qua được khảo nghiệm của tỏa ma kính, điều này đủ để chứng minh chúng ta không phải người trong ma giáo. Liễu Mộng nhếch miệng, hoàn toàn khinh thường đối với điều này, ta thấy các ngươi không dám chiếu rồi, các ngươi nhất định có vấn đề. Lời này của ngươi là có ý gì? Rõ ràng ngươi đang làm nhục quỷ tộc chúng ta. Lão giả lông mày đứt đoạn tức giận, quát to với Liễu Mộng và Liễu Vân Mạn, thậm chí là độc giác quỷ vương, ta thấy các ngươi nhất định lòng dạ khó lường, không có ý tốt, chúng ta tuyệt không thể mắc lừa. Hai nữ nhân này không rõ lai lịch, ai biết có phải từ phiếu miểu tiên môn đến hay không, nói không chừng là giả mạo thì sao. Năm đó, nếu không có quỷ tộc chúng ta, độc giác quỷ ngươi đã sớm chết rồi, làm sao có thể lên làm quỷ vương. Bây giờ ngươi đến để lấy oán trả ơn sao? Độc giác quỷ vương nghe xong, trong lòng khó chịu, trực tiếp phản bác, năm đó, đích thật bổn vương chịu ân huệ của quỷ tộc các ngươi, nhưng về sau ta cũng đã có hồi báo rồi mà. Năm đó, ngay cả ngân tu quỷ vương các ngươi cũng đã nói ân oán giữa chúng ta đã được xóa bỏ. Bây giờ các ngươi gặp nạn, nói đến tìm nơi nương tựa, bổn vương không nói hai lời đã đưa giếng ma thú cho các ngươi, sao bây giờ các ngươi lại nói là lấy oán trả ơn? Huống chi, vạn hỏa tà giáo người người có thể chu diệt. Bây giờ, bọn họ chỉ muốn các ngươi phối hợp một chút mà thôi, các ngươi đã ra sức từ chối, chẳng lẽ các ngươi thật sự là tà giáo sao? Buồn cười, lão giả râu đỏ nổi giận, chỉ vào độc giác quỷ vương quát to, đây không phải vấn đề phối hợp hay không phối hợp, mà là các ngươi có ý đồ xấu. Các ngươi rõ ràng có ý đồ xấu, lại muốn buộc chúng ta ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, tuyệt đối không thể.
Đúng vậy, hai lão giả còn lại phối hợp gật đầu. Công tử trẻ tuổi âm thầm cảm thán, ba lão đầu này nhìn thì tưởng chừng như giảo hoạt nhưng thật ra lại ngây thơ cực kỳ. Các ngươi nói nhảm nhiều như vậy, chính là không muốn soi gương chứ gì. Liễu Mộng nghe xong, không kiên nhẫn được nữa, nói với Liễu Vân Mạn, Mạn Mạn, ngươi đừng lãng phí thời gian nữa, cứ để ta đánh cho chúng hiện nguyên hình là xong. Liễu Vân Mạn nhẹ gật đầu, nếu bọn họ đã không phối hợp, vậy ngươi ra tay đi. Nói xong, nàng giơ tỏa ma kính lên, đón lấy ánh nắng từ lá cây chiếu xuống. Ánh nắng chiếu vào mặt kính, lập tức phát ra một vòng sáng màu trắng. Vòng sáng này giống như tiên giới mới có, nhìn thánh khiết và hư ảo. Bất kỳ tà ma ngoại đạo nào bị nó chiếu vào, nhất định không chỗ che thân. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi ngẩn ra. Liễu Vân Mạn thản nhiên nói, bốn vị, mời tiến vào phạm vi kính chiếu. Công tử trẻ tuổi nhìn ba lão giả, hiển nhiên đang trưng cầu ý kiến của bọn họ. Đáng tiếc, hắn ta không nhận được bất kỳ lời đáp lại nào, không khỏi thở dài, chậm rãi bước vào vòng sáng tỏa ma kính. À, hắn ta là giống loài gì thế? Nhiều lông quá, Liễu Mộng liếc nhìn công tử trẻ tuổi bên trong vòng sáng, chỉ thấy hắn ta râu tóc dày đặc, giống như viên hầu. Độc giác quỷ vương đáp, tu quỷ tộc bổn tướng đa phần đều như vậy. Biểu ca không có vấn đề gì chứ? Tuyết Khỉ La có chút ngoài ý muốn hỏi. Liễu Vân Mạn từ chối cho ý kiến, thản nhiên nhìn ba vị lão giả, đến phiên các ngươi. Ba vị lão giả trao đổi một hồi, lão giả râu đỏ bước ra khỏi hàng đầu tiên, chậm rãi bước đến chỗ tỏa ma kính. Khi đi ngang qua công tử trẻ tuổi, khóe miệng ông ta đột nhiên khẽ động, rất nhanh giả bộ như không có chuyện gì bước đến tỏa ma kính. Thanh Viêm Phần Quỷ. Lão giả râu đỏ vừa định bước vào vòng sáng, bỗng nhiên biến sắc, trong thời gian cực ngắn bóp ấn niệm quyết, một ngọn lửa màu đen từ trong miệng ông ta phun ra ngoài, như thủy triều phun về phía hai người Liễu Vân Mạn. Cẩn thận, Liễu Vân Mạn khẽ quát một tiếng, thân hình nhấc lên giữa không trung. Độc giác quỷ vương nhìn thấy ngọn lửa màu đen, cũng giật nảy người, vội vàng nắm Tuyết Khỉ La đằng không bay lên. Ngược lại bốn tiểu quỷ canh cổng không có thủ đoạn né tránh. Mắt thấy sắp bị ngọn lửa thiêu chết. Tiểu quỷ số 1 bị dọa đến hồn phi phách tán, mau trốn đi, nếu không, chúng ta sẽ bị thiêu chết. Tiểu quỷ số 2 cũng la lên, chúng ta không biết bay. Tiểu quỷ số 3 cái khó ló cái khôn, không thì chúng ta độn địa. Tiểu quỷ số 4 mờ mịt hỏi lại, chúng ta học độn địa từ lúc nào vậy? Nghe xong, bốn tiểu quỷ nhìn nhau, không khỏi rơi vào tuyệt vọng. Cũng may Liễu Mộng còn chưa chơi chán bốn tiểu quỷ, thân hình lóe lên đã chộp lấy bốn người, giúp bọn chúng thoát khỏi nguy hiểm. Mau rút lui xuống giếng, lão giả râu đỏ nhân cơ hội này quay người lùi nhanh lại, đồng thời giống to với công tử trẻ tuổi. Công tử trẻ tuổi vốn cho rằng hắn ta có thể lừa dối quá quan, nhưng lần này xem như đóng đinh thân phận giáo đồ Vạn Hỏa giáo, đành phải bất đắc dĩ đi theo. Bốn người nhảy vào giếng thú ma. Lúc này, Liễu Vân Mạn vận khởi tỏa ma kính, thu ngọn lửa màu đen như thủy triều kia vào trong kính. Muốn chạy trốn à, không có cửa đâu, Liễu Mộng nhìn thấy bốn người nhảy vào trong giếng, không chút nghĩ ngợi cũng nhảy vào theo. Liễu Vân Mạn cũng không kịp ngăn cản. Miệng giếng thông đến hướng nào, Liễu Vân Mạn không khỏi gấp lên, quay đầu nhìn độc giác quỷ vương. Độc giác quỷ vương không khỏi do dự. Chẳng lẽ ngươi muốn nói láo? Liễu Vân Mạn nhìn biểu hiện độc giác quỷ vương, giận dữ hỏi. Không dám, không dám. Độc giác quỷ vương lắc đầu liên tục. Ông ta không phải muốn giấu giếm mà là ông ta không biết tầm chỉ biết cười khổ giải thích. Vấn đề là ta cũng không biết giếng này thông đến đâu. Đây là một cái giếng không đáy. Tuyết Khỉ La lên tiếng, ta biết nó thông đến đâu. Mau nói đi, Liễu Vân Mạn biết rõ thực lực của Liễu Mộng, nhưng lại không yên lòng tính tình của nàng. Bên trong giếng nói không chừng còn có nguy hiểm không biết được. Nàng thật sự không yên tâm. Tuyết Khỉ La đáp, hẳn là thông đến cấm địa Vạn Quỷ Quật, cũng chính là Thiên Quỷ Đàn. Tại sao ngươi biết? Độc giác quỷ vương khó hiểu nhìn nữ nhi của mình, đây là giếng không đáy, từ xưa đến nay chưa từng có ai xuống được dưới đáy. Phụ vương, tại người không chú ý mà thôi. Tuyết Khỉ La bất mãn nói, đám người cửu biểu ca ở đây mấy tháng, ngoại trừ cha xét ngọn nguồn. Bọn họ đã sớm đả thông một thông đạo. Con cũng chỉ là ngẫu nhiên thị sát Thiên Quỷ Đàn mới phát hiện được mánh khóe.
Độc giác quỷ vương cảm thấy hổ thẹn, ông ta hoàn toàn không nảy sinh nghi ngờ với đám người kia, cũng chẳng chú ý bọn họ ở đây làm gì, chỉ nghe bọn họ nói muốn vớt một bảo vật từ đáy giếng, mà ông ta thì chẳng hứng thú với bảo vật chút nào. Thiên quỷ đàn ở đâu? Liễu Vân Mạn lười so đo chuyện giữa bọn họ, thúc giục Tuyết Khỉ La, người mau dẫn ta đến đó. Đi theo ta, Tuyết Khỉ La lập tức thảy người bay lên, lướt gấp về phía nam. Ngươi không cần đi theo, ngươi ở đây canh giữ, phòng ngừa bọn họ lại trốn đến nơi này. Liễu Vân Mạn dặn dò độc giác quỷ vương, sau đó đi theo Tuyết Khỉ La. Độc giác quỷ vương đành phải gật đầu, lập tức gọi một đám quỷ binh quỷ tướng dàn sẵn trận địa đón quân địch. Chấm. Một bên khác, sau khi nhảy xuống giếng, vị công tử trẻ tuổi và ba lão giả nhanh chóng chìm xuống. Có người đi theo đằng sau chúng ta. Lão giả râu đỏ truyền âm cho ba người kia, hình như là nữ nhân kia. Lão giả lông mày bị đứt đáp, không cần để ý. Chúng ta chỉ cần lặn xuống ngàn trượng, nàng ta sẽ tự động rút lui thôi. Không nhất định, tu vi nàng ta không thấp hơn so với chúng ta. Lão giả không dâu lo lắng truyền âm, chỉ bằng chúng ta giải quyết nàng ta ở đây luôn. Công tử trẻ tuổi bất mãn nói, chúng ta đã bại lộ, cũng đừng làm mọi chuyện phức tạp lên nữa. Nếu chẳng may giết không chết nàng ta, ngược lại trì hoãn thời gian của chúng ta. Nhưng cũng không thể để nàng ta tùy ý đi theo đằng sau được. Nếu thông đạo vừa mới đào xong dưới 6.000 trượng bị bại lộ, chúng ta sẽ trở thành cá trong chậu. Lão giả râu đỏ suy tính một hồi, lập tức nói, ta bày nghi trận, hy vọng có thể ngăn cản được nàng ta một khoảng thời gian. Chúng ta có thể dụ nàng ta xuống đáy giếng. Nếu không có linh lực khổng lồ chèo chống, nàng ta nhất định sẽ chết ở đó. Công tử trẻ tuổi đưa ra một ý kiến. Lúc trước, hắn ta mượn sức mạnh của ba lão giả mới xuống được độ cao 9.900 trượng dưới đáy giếng, nhưng hắn ta không chịu được nửa nén nhang ở đó, thiếu chút nữa bị hoàn cảnh cực hàn cực nhiệt khiến cho hình thần câu diệt. Các ngươi cảm thấy trốn được sao? Âm thanh của Liễu Mộng đột nhiên vang lên bên tai, thiếu chút nữa dọa bọn họ đến hồn phi phách tán. Bốn người quay đầu lại, đột nhiên phát hiện Liễu Mộng cách bọn họ chỉ khoảng 100 bước, một lát nữa sẽ đuổi kịp. Lão giả râu đỏ kinh ngạc không thôi, đây chính là giếng thủy ma, thủy tính cực hàn lại cực nhiệt. Nàng ta xuống nước nhưng không hề bị ảnh hưởng. Đơn giản nàng ta đang dáng chống đỡ mà thôi. Lão giả lông mày bị đứt phỏng đoán, nhất định nàng ta đang tập trung linh lực đuổi kịp chúng ta, sau đó bắt chúng ta lại, nhanh chóng mang lên bờ. Lão giả không dâu cũng tán thành phán đoán này, nhưng vẫn lo lắng, bất kể thế nào, nữ nhân này uy hiếp quá lớn đối với chúng ta. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng giải quyết. Được rồi, các ngươi đi trước, ta dụ nàng xuống đáy giếng. Lão giả râu đỏ quyết định rất nhanh, không tiếp tục do dự nữa. Ba người khác cũng không già mồm, lập tức gia tăng tốc độ lặn xuống, bơi về thông đạo bọn họ đào được trước đó, chỉ để lại một mình lão giả râu đỏ ứng đối Liễu Mộng. Này, tại sao các ngươi lại chia nhau chạy như thế? Liễu Mộng bơi đến gần lão giả râu đó, lấy làm lạ hỏi. Yêu nữ ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vì sao ngươi cứ âm hồn bất tán theo sát chúng ta? Lão giả râu đỏ truyền âm gầm thét. Liễu Mộng cười nói, các ngươi trốn, ta đương nhiên muốn bắt lại rồi. Hơn nữa, các ngươi khẳng định mình không có vấn đề, không bắt các ngươi về, làm sao ta có thể giao phó với Mạn Mạn và mấy người Thanh Nhã chứ? Ta chẳng biết ngươi đang nói gì nữa. Lão giả râu đỏ hung hăng trừng mắt nhìn Liễu Mộng, nếu ngươi đã muốn tìm chết, lão phu thành toàn cho ngươi. Liễu Mộng nghe xong, không khỏi cao hứng, quá tốt rồi, đây là lần đầu tiên ta đánh nhau dưới nước. Ngươi tốt nhất đừng thua quá nhanh, nếu không, chuyện sẽ mất vui. Lão giả râu đỏ chưa từng gặp qua người nào như Liễu Mộng, nhất thời không biết đối phương đang gây hấn hay là đang châm chọc, đành phải làm ra vẻ tốt bụng khuyên can, nơi này chính là giếng ma thú, nước hồ lúc nóng lúc lạnh. Với linh lực của ngươi, hoàn toàn không chống đỡ được bao lâu đâu, lão phu khuyên ngươi nên ngoan ngoãn trở lại bờ, đừng vứt bỏ tính mệnh của mình như vậy. Không sao, ta có băng hỏa linh thể, nước này rất thích hợp đối với ta, thậm chí còn có chút dễ chịu. Liễu Mộng đáp lại một câu, không kiên nhẫn nói, còn nữa, rốt cuộc ngươi có đánh hay không? Không đánh, ngươi lăn sang chỗ khác, ta còn phải đi tìm ba người kia. Nói dễ chịu thì khó nghe vào, nếu là như vậy. Người hãy nhận mệnh đi. Lão giả râu đỏ bỗng dưng vung tay,
một quỷ trào đẩy lên từng tầng gợn sóng, giống như cự thạch nặng ngàn vạn cân đánh về phía Liễu Mộng. Liễu Mộng di chuyển một cách rất tự nhiên trong nước, nhưng nàng cũng không né tránh, ngược lại còn đón đỡ gợn sóng vọt đến, đầu ngón tay vạch một cái đã phá vỡ gợn sóng. Lão giả râu đỏ nhìn thấy, không khỏi sợ hãi, quỷ trào đập xuống liên tục, tiếp tục nhấc lên gợn sóng cuốn về phía Liễu Mộng, đồng thời ông ta lấy ra mấy chục viên mạc hoàn, nhuộm nước chung quanh thành một màu đen, biến thành mấy cái bóng, dùng tốc độ khác biệt nhau chạy trốn về bốn phía. Chút mánh khóe đó mà cũng dùng. Xem ra, đám quỷ các ngươi cũng chẳng có gì đặc biệt. Liễu Mộng hơi thất vọng, chỉ đuổi theo một thân ảnh trong đó, những cái khác hoàn toàn không để ý đến. Lão giả râu đỏ ngày càng kinh hãi, không nghĩ đến Liễu Mộng chỉ liếc một chút đã nhận ra chân thân ông ta, mặc kệ những phân thân khác, nếu đã như vậy, lão phu không thèm đếm xỉa, xem ngươi có thể chống đỡ được đến bao lâu. Sau khi buông xuống một câu, lão giả râu đỏ mang theo hỏa khí, gia tăng tốc độ bản thân lên cực hạn, vọt đến đáy giếng. Này, nếu ngươi không có trò gì chơi, tốt nhất nên để ta đánh một trận. Ta cam đoan không đánh chết ngươi đâu. Liễu Mộng lập tức đuổi đến, thỉnh thoảng còn truyền âm cho lão giả râu đỏ, lát nữa để ta bắt được, ngươi nhất định phải chết. Lão giả râu đỏ không dám đáp lời, bởi vì ông ta đã lặn xuống độ sâu 3.000 trượng. Để tránh Liễu Mộng phát hiện được thông đạo bọn họ đào gần đó, ông ta đành phải ra tốc lướt qua khu vực này. Lặn xuống đến 5.000 trượng, lão giả râu đỏ đã có chút không chịu nổi. Linh khí bên trong đan điền không còn lại bao nhiêu, huống chi nước trong giếng lúc nóng lúc lạnh. Ông ta thật sự có chút không chịu nổi. Ngươi muốn chạy đi đâu? Liễu Mộng hơi tăng tốc đuổi theo lão giả râu đỏ, gương mặt hiện lên vẻ kỳ quái. Lão giả râu đỏ cố nén máu trào ra khỏi cổ họng, có gan thì ngươi đi theo lão phu xuống dưới đáy đi. Với thực lực của ngươi, ngươi không xuống được đáy giếng đâu. Liễu Mộng đáp lại một câu, ngươi xuống thêm 1.000 trượng nữa, ngươi sẽ chết. Vậy thì thử một lần đi. Lúc này, lão giả râu đỏ đã hạ quyết tâm hy sinh, bảo toàn ba người kia. Huống chi, ông ta cũng muốn xuống đáy giếng nhìn một chút. Có lời đồn ở đó vẫn còn lưu giữ thánh vật Vạn Hỏa Giáo, là một quyển bí kíp giã hỏa lão tổ rời khỏi liên minh tu tiên đã kịp mang đi năm đó. Người ta nói rằng, chỉ cần học được thần thông vô thượng bên trong bí kíp, người đó có thể vô địch trong liên minh tu tiên. Chỉ tiếc vạn năm trước, giã hỏa lão tổ bị Phiếu Miểu Tiên Môn và một số đại năng tu tiên giới diệt sát, quyển bí kíp kia cũng được giấu ở đáy giếng ma thú. Chỉ cần ta khẽ cắn môi, mạnh hơn một chút chống đỡ thêm một lát, ta có thể xuống đến đáy giếng. Lão giả râu đỏ không ngừng ám chỉ tâm lý, nếu có thể lấy được thánh vật trong giáo, nhất định có thể trọng trấn thánh giáo, đốt lên ngọn lửa ở Tiên Vân Đại Lục, thậm chí trở lại liên minh tu tiên cũng không phải là không có khả năng. Khi lặn đến 9.000 trượng, cơ thể lão giả râu đỏ đã bị nước giếng ăn mòn không còn hình dáng. Sở dĩ còn chưa chết là vì chấp niệm chưa bị diệt, đã rời khỏi cơ thể biến thành một tàn hồn. Đáy giếng có thứ gì? Chơi vui lắm sao? Hay là ăn rất ngon mà chấp niệm biến thành như vậy? Liễu Mộng nổi lên hứng thú, không để ý đến lão giả râu đỏ không khác gì đã chết, xông thẳng xuống đáy giếng. Giếng ma thú, chỗ sâu vạn trượng chính là tận cùng của giếng. Ở nơi đó mơ hồ tản ra một luồng ánh sáng mỏng. Xem ra không phải thức ăn rồi. Liễu Mộng phát hiện không nhìn thấy vật phía sau ánh sáng, nhưng nàng vẫn có một chút cảm ứng, có thể xác định đó không phải là thức ăn. Không được nhúc nhích, đó là thánh vật thánh giáo ta. Tàn hồn lão giả râu đỏ phát ra tiếng gầm rú sau cùng, vô cùng không cam lòng. Đáng tiếc không có tác dụng gì cả. Liễu Mộng không thèm để ý đến ông ta, đưa tay sờ về phía ánh sáng kia. Thánh vật hay không phải thánh vật, lấy trước rồi nói sau. Đây chính là suy nghĩ của Liễu Mộng, cũng không dây dưa dài dòng, khi nào trở về, ta đưa cho mấy người Mạn Mạn và Thanh Nhã kiểm tra. Nhưng khi Liễu Mộng vừa đưa tay chạm đến đồ vật phía sau tia sáng, bỗng nhiên bị nước giữ cánh tay lại. Không cho ta lấy, Liễu Mộng cho rằng nước trong giếng ma thú đang phản kháng, hoặc đang ngăn cản nàng lấy đồ, ta lại càng muốn lấy, ngươi thử cản ta đi. Nói xong, Liễu Mộng vẫn linh lực chộp thẳng vào vật kia, mò được vật bên trong. Hình như là một quyển sách nhỏ. Lúc này, nước trong giếng bỗng nhiên tuôn ra, giống như bệnh nhân bị đâm vào chỗ đau, liều mạng giãy giụa. Nước cuốn lại, vặn động, xoay tròn.
từng chút một xông vào cơ thể Liễu Mộng, khí tức cực hàn và cực nhiệt chậm rãi ăn mòn toàn thân, đan điền khí hải của nàng. Trái đất, thành phố Giang Hải, tập đoàn Thần Y. Cạch, Y Tiểu Âm trịnh trọng đặt một quyển sổ rách lên trên bàn trước mặt Hạ Thiên. Ngươi xem một chút đi, Y Tiểu Âm tìm một chỗ, chậm rãi ngồi xuống, không thèm nhìn Lam Y Nhân đang bị Hạ Thiên chơi đùa đến đỏ cả mặt. Hạ Thiên nhìn quyển sổ nhỏ, nghi hoặc hỏi, vợ Y Y, đây là cái gì? Nhật ký, Y Tiểu Âm thản nhiên đáp. Nàng viết, Hạ Thiên hỏi tiếp. Y Tiểu Âm lườm hắn một cái, chẳng muốn trả lời vấn đề này. Thần y chúng ta làm việc đứng đắn, làm sao có thể viết nhật ký chứ? Lam Y Nhân cười nhẹ, đáp lại một câu. Hạ Thiên vẫn không rõ, thế nào, chỉ có người không đứng đắn mới viết nhật ký sao? Ngươi đừng nghe nàng ta nói hưu nói vượn. Y Tiểu Âm giải thích, hôm đó, ta tìm được nó trong đống phế tích của văn phòng làm việc Long Thần Điện, rất có thể là nhật ký mà Tiêu Thiên Địch đã viết. Không phải chứ, hắn ta cũng viết nhật ký. Hạ Thiên dường như hiểu được câu người đứng đắn ai viết nhật ký, đây không phải nói người viết nhật ký đều là người không đứng đắn, mà là nói một số người đứng đắn viết nhật ký mà thôi, giống như một đại hán tráng kiện nói sở thích của hắn ta chính là thêu hoa. Y Tiểu Âm cũng cảm thấy cường giả như Tiêu Thiên Địch viết nhật ký cũng không phù hợp cho lắm, nhưng đó là sở thích cá nhân, nàng cũng không tiện đưa ra lời bình, đành phải nói tóm lại ngươi xem một chút đi. Hạ Thiên tiện tay cầm quyển sổ nhỏ, phát hiện hơn phân nửa đã bị lửa cháy trụi, đằng sau trống không, chỉ còn lại mười mấy trang ngắn ngủi. Ngày X tháng 6 năm 200 X, trời trong xanh. Hôm nay, gạch nóng đến phỏng tay, có thể nói ta ngay cả loại công việc này cũng không xứng làm. Khi tính tiền, đốc công nói ta lười biếng, chỉ trả ta 2 đồng. Ngày X cộng tháng 6 năm 200 X, trời trong xanh, vẫn đốc công đó, vẫn 2 đồng. Mẹ nó, Tiêu Vĩ ta thề, sớm muộn gì cũng có một ngày ta bắt ông ta quỳ gối trước mặt ta, liếm gót giày của ta. Ngày X cộng cộng tháng 6 năm 200 X. Hạ Thiên lật vài tờ, nhếch miệng nói, vợ Y Y, hắn ta đang viết gì thế? Quá khứ của Hắc Y Long Thần chỉ là khiêng gạch hàng ngày, có gì đáng xem chứ? Ngươi xem tiếp đi, Y Tiểu Âm cũng không giải thích nhiều. Hạ Thiên tiếp tục lật vài trang, bên trong nhật ký rốt cuộc cũng đã viết những chuyện bên ngoài. Ngày X tháng 9 năm 200 X, chú họ nói ở nước ngoài khắp nơi đều là vàng, chỉ cần chịu khổ một chút là có thể phát tài. Trong nhà ông ấy còn 7 vạn khối, dự định đưa ta ra nước ngoài để thử thời vận. Hạ Thiên đọc đến đây, không khỏi lẩm bẩm, là lén đi nước ngoài. Không phải có người nói hắn ta là lính đánh thuê quốc tế sao? Quan trọng là những gì mà hắn ta trải qua sau khi về nước. Y Tiểu Âm thuận miệng nói. Hạ Thiên tiếp tục xem, không để ý đến ngày nữa, chỉ để ý đến nội dung, tất cả đều rất ngắn, đa số chỉ có một hai câu. Quả nhiên là lén qua, nhưng không sao, dù sao cũng là một cái mệnh nát, đi nước ngoài nói không chừng còn có cơ hội xoay người. Cơ hội xoay người cái rắm, lão tử vừa đến đã ngồi xổm đại lao. Lão đầu cùng phòng khá kỳ lạ, khi nhìn ta, ánh mắt tỏa sáng, không phải ông ta. Lão đầu này đúng là một kẻ điên, nói mình là tu tiên giả, khi xuyên qua truyền tống trận gặp trục trặc, đến mức thân tử đạo tiêu, nhưng tàn hồn ngoài ý muốn lại tiến vào cơ thể già yếu này. Mẹ nó, niên đại gì chứ mà còn có loại âm mưu này? Huống chi ta còn con mẹ gì có thể lừa được nữa chứ? Đúng vậy, ta không có thứ gì có thể bị lừa, vậy ông ta cũng không nhất định sẽ gạt người. Chẳng lẽ là thật? Nếu là thật, thế giới hoàn toàn không phải là hình dáng mà ta đã tưởng tượng. Luồng sức mạnh đó quá kinh người, ta muốn bái ông ấy làm thầy. Sư phụ nói ông ấy tên Lục Thanh Tranh, đến từ phiếu miểu tiên môn Tiên Vân Đại Lục. Mục đích đến trái đất chính là phụng sư mệnh tìm một nữ nhân tên Nguyệt Thanh Nhã, thuận tiện giết một nữ nhân tên Dạ Ngọc Mị. Ta hoàn toàn chẳng có hứng thú với điều này. Tại sao lão nhân còn không dạy ta tu tiên? Vất vả lắm mới đột phá trúc cơ. Quả nhiên cảm giác không giống. Tiên Vân Đại Lục, thế giới tu tiên giả làm cho người ta hướng tới đến cỡ nào. Nếu có cơ hội, ta nhất định phải đến thế giới đó nhìn xem. Tu vi lại tăng lên, quả nhiên ta chính là tu tiên giả trời sinh. Cái tên Tiêu Vĩ không thích hợp với ta, ta nên đổi tên thành gì cho hay. Rốt cuộc, toàn bộ thiên hạ có ai đối địch được với ta, ai có thể đối địch với ta. Từ nay về sau,
ta tên Tiêu Thiên Địch. Sư phụ, người yên tâm đi, chờ ta có cơ hội đến Tiên Vân Đại Lục, ta sẽ mang theo cho cốt của người. Hết rồi, đằng sau không còn nữa à? Hạ Thiên đang hứng, kết quả đằng sau chỉ là giấy trắng, một chữ cũng không có. Y Tiểu Âm lạnh giọng nói, đằng sau không còn, hoặc hắn ta không viết tiếp, hoặc hắn thay một quyển nhật ký khác. Nhưng ta không tìm được trong phế tích. Chẳng thú vị gì cả. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, mất hết cả hứng, nhật ký ghi lại cũng chẳng có chuyện gì ghê gớm, ta chỉ lấy làm lạ tại sao hắn ta gặp được sư phụ của hắn ta, làm thế nào để tu luyện mà thôi. Y Tiểu Âm bó tay nhìn Hạ Thiên, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu được hay sao? Hiểu cái gì? Hạ Thiên thuận miệng hỏi. Sư phụ của Tiêu Thiên Địch cũng là người của Phiếu Miểu Tiên Môn, chính là một trong 12 người đi theo Vấn Thiên Quân, còn có mấy người Cơ Thanh Ảnh từ Tiên Vân Đại Lục xuyên đến 12 năm trước. Hạ Thiên gật đầu, lạnh nhạt nói, ta biết, lúc đó những người kia cũng đã nói, bọn họ đến 12 người, sau đó có 2 người bởi vì truyền tống ngoài ý muốn mà tử vong. Sư phụ Tiêu Thiên Địch hẳn là một trong 2 người đó, nhưng xem ra cũng không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Có uy hiếp hay không lại là một chuyện, nếu cứ bỏ mặc cũng không ổn. Y Tiểu Âm hơi lo lắng, mặc dù Tiêu Thiên Địch không phải cường địch, nhưng thực lực cũng không yếu. Nếu hắn ta tiếp tục ẩn núp, hậu quả khó mà tưởng tượng. Cho nên, chuyện này cũng đã cảnh cáo chúng ta không thể khinh thường. Hạ Thiên không khỏi nhìn Y Tiểu Âm, vợ Y, người có quyết định gì không? Có, Y Tiểu Âm nghiêm túc nói, ta quyết định ra nước ngoài một chuyến tìm Lục Thanh Tranh, thuận tiện điều tra thêm một người nữa đã chết ở đâu. Nếu chẳng may vẫn còn tàn hồn lưu lại, nói không chừng qua một thời gian nữa sẽ có 7-8 Tiêu Thiên Địch xuất thế. Cũng được, Hạ Thiên ngược lại cũng không phản đối, chỉ nói, vợ Y nhớ chú ý một chút. Nếu quả thật gặp phải đối thủ cường đại, nàng hãy gọi cho ta lập tức đến tìm nàng ngay. Y Tiểu Âm từ chối cho ý kiến, cười nhạt một tiếng, bây giờ tu vi của ta đã đủ ứng phó, huống chi cũng chỉ là tàn hồn mà thôi. Ngươi cứ yên tâm đến tiểu tiên giới đi, chỉ còn 2 ngày nữa, đừng để A Cửu chờ quá lâu. Ngươi yên tâm đi, tiểu tiên giới cũng chẳng có gì lớn. Hạ Thiên khinh thường nói, cho dù âm hậu thật sự có tu vi độ kiếp kỳ, ta cũng có biện pháp ứng phó. Ta nhất định có thể bình an mang A Cửu trở về. Y Tiểu Âm im lặng vài giây mới lên tiếng, cảm ơn. Vợ Y, nàng nói cảm ơn ta làm gì? Hạ Thiên không rõ, A Cửu cũng là nữ nhân của ta, mang nàng ấy bình an trở về là việc ta vốn phải làm. Được rồi, chiều nay ta đã mua vé máy bay, bây giờ ta sẽ đến sân bay ngay. Y Tiểu Âm thu liếm cảm xúc trên mặt, khôi phục lại vẻ ung dung, lạnh nhạt lúc trước. Thân ảnh Hạ Thiên lóe lên, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Y Tiểu Âm, bất mãn nói, vợ Y, có cần thiết phải đi ngay như thế không? 2 ngày nữa đi không được sao? Ta còn có mấy bệnh nhân ở nước ngoài cần phải tái khám. Y Tiểu Âm thản nhiên đáp. Vậy thì được, Hạ Thiên cũng không tiếp tục ép buộc. Y Tiểu Âm khẽ gật đầu với Lam Y Nhân, sau đó rời đi. Chồng, nếu ngươi không nỡ nàng ấy, có thể đi cùng với nàng ấy mà. Lam Y Nhân thấy Hạ Thiên lưu luyến như thế, không khỏi cười nói, dù sao cũng còn 2 ngày, 2 người có thể ra nước ngoài chơi thật vui. Không nhất thiết phải như thế. Hạ Thiên bước về bên cạnh Lam Y Nhân, gối đầu xuống đôi chân dài như ngọc, vợ Y không phải loại người ham chơi. Huống chi ta cũng không thể khinh thường tiểu tiên giới bên kia được. Ta cũng cần phải chuẩn bị một chút. Lam Y Nhân mỉm cười trêu chọc, đây là lần đầu tiên ta nghe chàng nói chàng muốn chuẩn bị, không giống trước kia không cần làm gì. Nàng không phục, Hạ Thiên nhìn Lam Y Nhân. Lam Y Nhân cong cớn bờ môi, khẽ cười, thế chàng nói như thế nào? Vậy thì thành toàn cho nàng thôi. Hạ Thiên ôm Lam Y Nhân, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, về phần đi đâu, cũng chỉ có 2 người bọn họ biết. Tô Bối Bối kéo cơ thể mệt mỏi của mình về phòng, cũng lười thay quần áo, nằm vật lên ghế salon, cả người lõm xuống. Làm động vật của xã hội mệt quá, Tô Bối Bối lắc lắc chân, làm rớt đôi giày trên chân xuống, ra ngoài chơi vẫn thoải mái hơn. Biểu tỷ đúng là, ném cửa hàng lớn đến như vậy cho mình, còn bản thân lại đến Tiên Vân Đại Lục chơi. Đúng là đáng ghét. Ngươi nói sai rồi, các nàng không phải đi chơi. Lúc này, trong phòng vang lên một âm thanh khác. Tô Bối Bối giật mình,
cảnh giác nhìn mỗi một góc trong phòng, ai, bước ra ngoài cho ta. Đừng khẩn trương, là ta. Một bóng hình tuyệt mỹ đột nhiên xuất hiện, chậm rãi ngồi xuống một ghế sofa khác. Là ngươi, Tô Bối Bối nhận ra đối phương, lại tiếp tục sụi lơ trên ghế, ngươi nên đi tìm tên khốn kiếp kia, đến chỗ của ta làm gì? Ngươi đến khẽ cười, ta không tìm hắn, ta đặc biệt đến tìm ngươi. Tìm ta, Tô Bối Bối lười biếng trở mình, tìm một vị trí thích hợp chôn đầu vào, có chuyện gì không? Nhưng ta nói trước, nếu ngươi muốn thuyết phục ta ngủ với tên khốn kiếp kia, ngươi cũng đừng tốn hơi làm gì. Dĩ nhiên không phải rồi. Người đến mỉm cười càng sâu hơn, xem ra, người bị hắn quấy rối không nhẹ. Tô Bối Bối bất mãn nói, người còn không rõ ràng tính tình của tên lưu manh kia sao? Người kia nói, thế người có muốn ta nói với hắn một tiếng, để hắn đừng quấy rối người nữa không? Quên đi thôi, nếu hắn nghe người khác khuyên, hắn không phải Hạ Thiên. Tô Bối Bối cũng không phải không tin lời hứa hẹn của người trước mắt. Mà nàng biết rất rõ chấp nhất của Hạ Thiên ở phương diện này, cái loại luôn dùng sức quấn chặt như thế, không phải khuyên hai câu là có thể bỏ đi. Ta đã nhận mệnh rồi, chỉ là không muốn bị hắn ăn hết sớm như vậy. Người đến cũng tán đồng, cười nói cũng đúng. Tô Bối Bối lại hỏi, có gì ngươi nói thẳng đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Vậy ta xin nói thẳng, người đến lạnh nhạt nói, ta tìm được một môn công pháp tu hành rất thích hợp với ngươi. Không biết người có hứng thú hay không? Công pháp tu hành, Tô Bối Bối cau mày. Mặc dù nàng sớm biết Hạ Thiên, còn có nữ nhân của hắn, bao gồm chính nàng đều là người tu hành, nhưng suy nghĩ của nàng từ đầu đến cuối đều không thay đổi, vẫn xem mình là người bình thường. Đúng, người đến lập tức giải thích, gần đây, ta luôn tìm kiếm vết tích tu tiên giả đã từng tồn tại trên trái đất, ngược lại cũng có chút thu hoạch. Ta đã chỉnh sửa lại một số công pháp tu tiên thượng cổ. Trải qua thí nghiệm và cải tiến thêm, nó đã tương đối thành thục, có thể cho các ngươi tu luyện. Tô Bối Bối bỗng nhiên cảnh giác, không phải công pháp song tu gì nữa chứ? Dĩ nhiên không phải rồi. Ngươi đến khẽ lắc đầu, nếu ngươi muốn, bây giờ ngươi đi với ta một chuyến. Ta sẽ dành thời gian 3 ngày để dạy công pháp cho ngươi. Đến lúc đó, ngươi có thể tu luyện bất cứ lúc nào. Ngươi cũng không muốn lúc nào cũng bị Hạ Thiên đè ép chứ? Tô Bối Bối khinh thường nói, người nói giống như luyện công pháp này có thể đánh thắng được Hạ Thiên vậy. Mặc dù đánh không lại nhưng cũng không đến mức bó tay khi đối mặt với hắn. Người đến thản nhiên nói, huống chi, về sau các ngươi có thể gặp được một số nhân vật nguy hiểm đến từ dị giới. Nếu không tăng cường bản thân, lúc nào cũng chờ Hạ Thiên đến cứu thì không thực tế. Tô Bối Bối vô cùng tán đồng lời nói này. Nàng gật đầu nói, được, ta học. Được. Người đi theo ta, người đến vô cùng hài lòng với câu trả lời của Tô Bối Bối. Rất nhanh, hai người biến mất trong hoàng hôn. Chấm. Hạ Thiên cũng không biết chuyện của Tô Bối Bối và người kia, lúc này hắn đã đến Tuyết Sơn. Sau khi giày vò với Lam Y Nhân một phen, hắn trực tiếp rời khỏi Giang Hải, ngựa không dừng vó đến nơi này. Tuyết Sơn vẫn là Tuyết Sơn như cũ. 12 năm trước. Hắn và Cơ Thanh Ảnh đã nghênh chiến Vấn Thiên Quân ở đây. Vốn cho rằng đây sẽ là một trận ác chiến, kết quả hắn không ra tay, Cơ Thanh Ảnh đã giải quyết Vấn Thiên Quân. Mấy tháng trước, cũng ở đây, hắn bị Dạ Ngọc Mị ép khô hơn phân nửa công lực, sau đó gặp Ninh Nhụy Nhụy, mở ra hành trình tu hành lần thứ hai của hắn. Hạ Thiên đứng trên núi, trở về chỗ đã trải qua đủ chuyện trước kia, nhưng hắn không hề có suy nghĩ đau buồn, ngược lại còn rất vui vẻ. Cách đêm trăng tròn vẫn còn một ngày. Hạ Thiên đến đây sớm cũng không phải là để ngắm cảnh mà là để chuẩn bị một chút. Điều này cũng chẳng có gì phải kinh ngạc. Hắn nhìn giống như một người không có não, dễ xúc động, làm việc chưa từng cân nhắc hậu quả, nhưng trên thực tế hắn lại rất cẩn thận, mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Nếu gặp phải nan đề, hắn sẽ vận dụng đầu óc của mình, tỉnh táo và thông minh hơn bất cứ kẻ nào. Ví dụ như năm đó hắn lần đầu tiên ăn thiệt lớn trong tay Dạ Ngọc Mị, lần thứ hai đã học khôn, từ đó phản chế Dạ Ngọc Mị. Bên trong không chỉ có thực lực mà còn nhân tố đấu trí. Tiểu tiên giới là chỗ nào, Hạ Thiên cũng không quá rõ, cũng không quan tâm, nhưng hắn rất không thích người ở đó. Mặc kệ là âm hậu đã bắt A Cửu hay là sứ giả tiểu tiên giới đã gặp trước đó đều khiến tâm trạng của hắn có chút khó chịu. Chuẩn bị của Hạ Thiên cũng không phải nhằm vào tiểu tiên giới,
mà là nhằm vào tuyết sơn trắng xóa trước mắt. Năm đó, tông môn Vấn Thiên Quân đã lựa chọn truyền tống ở đây, sau khi Dạ Ngọc bị ép khô hắn cũng ném hắn đến đây, điểm kết nối giữa tiểu tiên giới và thế tục cũng lựa chọn nơi này. Điều này nói rõ, ở đây nhất định có thứ thu hút bọn họ. Hôm nay Hạ Thiên đến chính là muốn biết cho rõ ràng thứ này rốt cuộc là gì. Hắn thả thần thức, vừa đi vừa quét mắt nhìn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài tuyết sơn. Này, tiểu tử, nơi này không phải là nơi ngươi có thể đến. Ngươi mau xuống núi cho ta. Hạ Thiên đi gần nửa vòng tuyết sơn, bỗng nhiên một âm thanh gọi hắn vang lên. Hạ Thiên xoay người nhìn lại, nhìn thấy một người trẻ tuổi mặc trường bào màu trắng vác trường kiếm, tướng mạo khí khái hào hùng, nhưng gương mặt lại hơi hẹp. Người này ăn mặc mỏng manh đi trên tuyết sơn nhưng hô hấp kéo dài, không hề trở ngại chút nào, hẳn là tu tiên giả. Ngươi là ai? Hạ Thiên lười biếng hỏi, ta ở đây liên quan gì đến ngươi? Nam tử đeo kiếm nghe Hạ Thiên nói, không khỏi cau mày, sát khí lập tức dâng lên, ta bảo ngươi xuống núi, ngươi nên ngoan ngoãn xuống núi, tốt xấu gì ngươi cũng nhặt về được cái mạng. Bằng không, ngươi đừng trách một kiếm của ta chém chết ngươi. Hạ Thiên cười nói, vậy ta không đi xuống, ngươi chém ta thử xem. Nếu ngươi đã muốn chết, vậy ngươi cũng đừng trách ta không khách sáo. Nam tử đeo kiếm đang định rút kiếm ra khỏi vỏ, một bóng người đột nhiên bay đến, dùng tay đè xuống tay của người này. Là ai? Nam tử đeo kiếm cũng không có phản ứng quá lớn, ánh mắt thoáng nhìn về phía sau, lạnh giọng nói, ngươi dám ngăn kiếm của ta ra khỏi vỏ, ngươi có nghĩ đến hậu quả hay không? Tại hạ Tần Bảo Ngọc, xin được chỉ giáo nhiều hơn. Người đến nở nụ cười rạng rỡ, chậm rãi thả lỏng tay, đứng giữa Hạ Thiên và nam tử đeo kiếm, đảm nhiệm chức trách giảng hòa, tất cả mọi người đều đến tham gia thí luyện, cũng không phải kẻ thù sống còn với nhau, không cần thiết vừa thấy mặt đã dương cung bạt kiếm, quá đáng sợ rồi. Tần Bảo Ngọc, lông mày nam tử đeo kiếm cau lại, lạnh giọng nói, hậu nhân Tần Thúc Bảo. Tại sao không thấy ngươi mang theo song giản tổ truyền của các ngươi? Tần Bảo Ngọc lắc đầu, bây giờ là niên đại gì rồi, ai còn dùng giản nữa? Lạc hậu quá. Nam tử đeo kiếm cảm thấy Tần Bảo Ngọc có ý riêng, nhưng chỉ hừ lạnh một tiếng, không nói điều gì. Vị bằng hữu này xưng hô như thế nào? Tần Bảo Ngọc cũng không tiếp tục phản ứng nam tử đeo kiếm, chỉ cười nói với Hạ Thiên, tất cả mọi người đều đến tham gia thí luyện tiểu tiên giới. Ngại gì không làm quen với nhau một chút. Hạ Thiên hờ hững đáp, ngươi tốt nhất đừng nên gọi bậy. Ta không phải bằng hữu của ngươi, ngươi cũng không có tư cách làm bằng hữu của ta. Cuồng thật đấy, Tần Bảo Ngọc cũng không tức giận với thái độ cuồng ngạo của Hạ Thiên. Dù sao, người như bọn họ có mấy ai mà không cuồng ngạo, nhưng ra ngoài, có thêm một người bạn thì sẽ có thêm một phần chiếu ứng. Huống chi, nghe nói thí luyện lần này rất khó khăn. Cho dù không giúp đỡ lẫn nhau thì cũng tốt hơn tính kế lẫn nhau, ngươi nói có đúng không? Ta không biết ngươi đang nói cái gì nữa. Hạ Thiên nhếch miệng, ta không biết cái thì thí luyện hay không thí luyện. Ta chỉ đi cứu vợ của ta thôi. Cứu vợ, Tần Bảo Ngọc sửng sốt, chợt làm ra vẻ bừng tỉnh, cười nói, ta hiểu, ta hiểu. Cửu công chúa tiểu tiên giới đích thật đến lúc lập gia đình. Nghe nói khôi thủ thí luyện lần này rất có thể sẽ trở thành chồng của nàng. Hạ Thiên hơi khó chịu, nói cửu nha đầu là nữ nhân của ta. Nàng không có khả năng tìm chồng khác. Dẹp mẹ ngươi đi, lúc này, giữa không trung vang lên một âm thanh lanh lảnh, đâm vào màng nhĩ có chút đau nhức. Tần Bảo Ngọc nghe được âm thanh này, trong lòng không khỏi run lên, âm thầm chuẩn bị nghênh chiến, ánh mắt không khỏi cảnh giác nhìn lên không trung, thậm chí còn không quên nhắc nhở Hạ Thiên một câu, bằng hữu, cẩn thận. Tên thái giám chết bầm này ở đâu ra vậy? Người muốn ăn đòn đúng không? Hạ Thiên vẫn hờ hững như cũ, không hề có chút khẩn trương. Người muốn chết, âm thanh lanh lảnh kia lại vang lên, ngay sau đó, một bóng người từ trên không bay vút đến, trong chớp mắt đã đến trước mặt Hạ Thiên, nắm đấm dần dần to hơn trong tầm mắt của hắn. Bốp! Hạ Thiên đưa tay nhẹ nhàng đẩy nắm đấm của người kia ra, khinh thường nói, chút khí lực đó chẳng khác gì đám thái giám. Người kia bay ngược mấy mét. Hai tay chống đất, khó khăn lắm mới dừng lại được thân hình. Tần Bảo Ngọc định thần nhìn lại, phát hiện thân hình người đến cao lớn dị thường, nhưng lông mày đã bị cạo sạch. Gương mặt của hắn ta vô cùng hung ác, nhưng phối hợp với cái giọng the thé, ngẫm lại thấy buồn cười vô cùng.
Đầu tiên là sỉ nhục cửu công chúa, bây giờ lại sỉ nhục ta, người đang tự tìm đường chết đấy. Gã đàn ông không có lông mày căm tức nhìn Hạ Thiên, nghiến răng nghiến lợi quát, ta Ngôn Tử Mặc xin thề ở đây, hôm nay ta không giết ngươi, ta thề không làm người. Hạ Thiên nhếch miệng, thôi đừng chém gió nữa, ngươi vốn đã không phải người. Người của thần Châu Cương Thi Môn, Tần Bảo Ngọc cũng lấy lại tinh thần, kinh ngạc nói. Hừ, đi chết đi cho ta. Gã đàn ông không có lông mày cũng không nói nhảm, nắm chặt nắm đấm, sử dụng bộ pháp quỷ dị, hai ba bước đã đến trước mặt Hạ Thiên, nắm đấm nặng nề đánh vào lồng ngực Hạ Thiên. Bành! Một bóng người bay rớt ra ngoài, giống như quả bóng da lăn trên mặt đất, bám trên tuyết, từng lớp lăn xuống núi. Tần Bảo Ngọc mở to mắt. Ngớ ngẩn, Hạ Thiên ngáp một cái, cảm thấy chẳng có gì hay. Tần Bảo Ngọc lập tức thay đổi cách nhìn về Hạ Thiên. Lần này, hắn ta thật lòng muốn kết bạn, Ngôn Tử Mặc tu luyện đến cấp bậc phi cương, nhưng lại bị ngươi một quyền đánh bay. Ngươi thật sự quá lợi hại, mọi người kết giao bằng hữu với nhau, như thế nào? Hạ Thiên tất nhiên là từ chối, ta chẳng hứng thú. Ta đã nói rồi, ngươi không có tư cách làm bằng hữu của ta. Ngươi đừng nói như vậy, mặc dù Tần Bảo Ngọc ta không có danh tiếng nhưng nói thế nào ta cũng có tu vi kim đan kỳ. Không đến nỗi ngay cả tư cách làm bằng hữu của ngươi cũng không có. Tần Bảo Ngọc mỉm cười, đánh giá Hạ Thiên thêm vài lần, ta thấy tu vi của ngươi cũng chỉ khoảng kim đan kỳ mà thôi. Trên đỉnh tuyết sơn lại xuất hiện một bóng người, nhìn thân hình uyển chuyển liền biết là nữ nhân. Nàng mỉm cười trả lời Tần Bảo Ngọc, điều này chẳng liên quan gì đến tu vi cả. Hắn chẳng qua chỉ không muốn làm bạn với nam nhân, hắn chỉ làm bạn với nữ nhân thôi. Hơn nữa còn phải là nữ nhân xinh đẹp, ví dụ như ta. Hạ Thiên nhìn nữ nhân vừa đến, cảm thấy khá quen mắt nhưng hắn cũng lười nhớ là ai, ngươi chẳng xinh đẹp gì cả, hơn nữa ngươi cũng không có tư cách làm bạn của ta. Nữ nhân có chút không vui, cong môi lên, gắt giọng nói, ta nói Hạ Thiên, nói thế nào chúng ta cũng là sinh tử chi giao, một chút mặt mũi cũng không cho là sao. Hạ Thiên khó hiểu, ngươi là loại người quái dị gì thế? Hạ Thiên, ngươi đừng giả bộ nữa. Chúng ta mới chia tay không bao lâu, ngươi đã làm bộ không biết ta. Nữ nhân diễm lệ bực tức nói. Hạ Thiên nhếch miệng, hờ hững đáp, ta chẳng có ký ức gì về những người quái dị. Ngươi nhắc lại đi. Ta là Tiêu gia Tiêu Diễm Diễm, đã từng đến Sương Nguyệt Đảo. Lần này chắc ngươi nhớ rồi chứ. Nữ nhân diễm lệ thở dài bất đắc dĩ. Dù sao chúng ta cũng chẳng quen biết, có nhớ hay không cũng chẳng có liên quan. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái. Tiêu Diễm Diễm bó tay, cảm khái nói, khó trách có không ít người mắng ngươi khốn kiếp. Ngươi quả nhiên là một tên khốn kiếp chính cống. Chỉ có thứ ngớ ngẩn bị ta đánh mới có thể mắng ta. Hạ Thiên nhìn Tiêu Diễm Diễm, hơi khinh thường, ngươi có thể nghe được người khác mắng ta, hoặc ngươi là ngớ ngẩn, hoặc tất cả người bên cạnh ngươi đều ngớ ngẩn. Này, ngươi đừng mắng người khác như vậy chứ. Tiêu Diễm Diễm trừng mắt nhìn Hạ Thiên, ai nói chỉ có người bị ngươi đánh mới mắng ngươi. Với tính cách này của ngươi, rất nhiều người cũng chẳng ưa nổi. Khốn kiếp, Ngôn Tử Mặc vừa bị Hạ Thiên đánh bay trong phút chốc đã chạy về, nhìn Hạ Thiên chửi ầm lên, tên khốn kiếp ngươi dám làm nhục ta như vậy. Tiêu Diễm Diễm á khẩu không trả lời được, mặt mũi mất cũng nhanh quá đi. Hôm nay ta nhất định phải làm thịt ngươi, ai cũng không ngăn được. Gương mặt Ngôn Tử Mặc tràn ngập giận dữ, quát lớn với Hạ Thiên. Hạ Thiên còn chưa lên tiếng, Tiêu Diễm Diễm đã quay sang nói với Ngôn Tử Mặc, chỉ dựa vào chút thực lực đó của ngươi, ngươi không đụng được vào hắn ta đâu. Ngươi nên tìm chỗ nào mát mẻ ngồi nghỉ ngươi đi, đừng đi tìm chết. Ngươi là ai, nơi này có phần ngươi nói chuyện sao? Ngôn Tử Mặc đang nổi nóng, làm sao chịu được Tiêu Diễm Diễm châm chọc hắn ta chứ, nếu ngươi còn nói nữa. Ta giết ngươi cùng một chỗ luôn. Tiêu Diễm Diễm lắc đầu, lời hay thì khó khuyên, đã như vậy, tùy ngươi thôi, chỉ là đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, hắn nổi danh tà môn đấy. Ngươi mới là tà môn. Hạ Thiên khó chịu trừng Tiêu Diễm Diễm, ngươi còn dám nói xấu ta ngay trước mặt của ta, ngươi muốn ăn đòn đúng không? Tiêu Diễm Diễm mỉm cười, che miệng nói, chỉ đùa một chút thôi mà. Nói thế nào chúng ta cũng đồng sinh cộng tử. Ngươi thật sự không xem ta là bạn sao? Bớt làm bộ đi, Hạ Thiên nhếch miệng, nếu ngươi còn chọc ta, ta đánh ngươi không sai đâu.
cho đến bây giờ ta chưa từng nghĩ đến chuyện chọc giận ngươi. Ý cười trên mặt Tiêu Diễm Diễm lại càng đậm, ta còn dự định mượn gió đông của ngươi thông qua thí luyện tiểu tiên giới nữa mà. Cả hai đều không để ý đến Ngôn Tử Mặc đang tức giận đến mức muốn bể phổi bên cạnh. Hắn ta từ lúc sinh ra cho đến nay chưa từng bị ai làm nhục qua như vậy, hắn ta không thể nhịn được nữa. Hồng cương khởi, huyết lực chướng nguyên, Ngôn Tử Mặc nổi giận quát một tiếng, cả người bỗng dưng trở nên đỏ bừng, giống như một khối sắt bị đốt đỏ, cơ thể cũng bành trướng, đạt đến độ cao 2 mét. Thân bên ngoài cũng mọc lông cứng màu đỏ, miệng không ngừng thở ra thi khí, khiến người ta ngửi thấy muốn buồn nôn. Tiêu Diễm Diễm thấy thế, lại cảm thấy buồn nôn, cái thứ gì vậy, khó coi chết đi được. Sắc mặt Tần Bảo Ngọc bên cạnh trở nên ngưng trọng, sợ hãi nói, đây là tuyệt kỹ hóa cương thần công của thần Châu Cương Thi Môn, tổng cộng có 7 loại biến hóa. Hồng cương chính là loại thứ 3, gần tương đương với thực lực trúc cơ kỳ đỉnh phong. Không đùa được đâu, Tiêu Diễm Diễm lắc đầu, tiếc nuối nói, đánh với tên khốn kiếp Hạ Thiên mà còn giữ lại thực lực, có chết cũng không biết chết như thế nào. Ngôn Tử Mặc đương nhiên sẽ không nghe Tiêu Diễm Diễm, chỉ thở hổn hển nhào về phía Hạ Thiên. Tốc độ bổ nhào về phía trước cực nhanh, góc độ cũng rất xảo trá, nhìn thì cồng kềnh nhưng thật ra hư thực tương ứng, cực kỳ linh hoạt. Mặc kệ Hạ Thiên chọn phương hướng nào để chạy trốn, hắn ta đều có thể kịp thời thay đổi hướng. Đáng tiếc, Hạ Thiên tránh cũng không tránh, hắn còn có vẻ mặt trêu tức giống như nhìn thấy một đứa bé vừa đái vừa ị bậy. Ngôn Tử Mặc tức đến mức dậm chân, vốn hắn ta chỉ định dạy cho Hạ Thiên một bài học, nhưng bây giờ hắn ta đã nổi lên sát tâm. Hắn ta vung bàn tay đầy lông màu đỏ đập thật mạnh xuống Hạ Thiên. Lực hóa cương, độ cứng nhân thể và sức mạnh tạo thành tăng trưởng cấp số nhân. Đừng nhìn chỉ là một trưởng, nhưng lực đạo có thể so với va chạm của một chiếc xe tải. Đừng nói là người, ngay cả một tảng đá lớn cũng có thể bị đánh thành cặn bã. Lúc này, có thêm một số người đến Tuyết Sơn, nhưng bọn họ đều khoanh tay đứng từ xa nhìn xem náo nhiệt bên này, cũng không ai có suy nghĩ ngăn cản. Tuy nói thí luyện tiểu tiên giới cũng không phải đánh đến chỉ còn một người còn sống nhưng trước khi thí luyện bắt đầu, bớt đi một đối thủ cạnh tranh, đồng nghĩa với việc phần thưởng nhận được có thể nhiều hơn một chút, cớ sao lại không làm. Bành! Đột nhiên, một bóng trắng từ đằng xa lao đến cực nhanh, đứng trước mặt Hạ Thiên, thay hắn ngăn cản một kích nặng nề này. Ta đã nói rồi, ai cũng không ngăn được ta. Ngôn Tử Mặc nộ khí càng sâu, quát to, bất kể là ai. Ai cản ta thì đều phải chết. Nói xong, song trưởng hắn ta tề phát, đánh tới người kia và Hạ Thiên. Bóng trắng giống như tờ giấy trắng bay trong gió, tránh được tất cả công kích của Ngôn Tử Mặc, khiến người ta phải líu lưỡi. Không thể nào, lại có người tránh thoát được trưởng pháp của ta. Ánh mắt đỏ ngầu của Ngôn Tử Mặc tràn ngập vẻ không thể tin được, song trưởng một lần nữa ra tốc, tiếng nổ to lớn thiếu chút nữa dẫn phát tuyết lở. Cút sang một bên. Bóng trắng vẫn tỉnh táo như thường, khẽ quát một tiếng, bỗng dưng bay lên, một cước đạp trúng tim Ngôn Tử Mặc. Ngôn Tử Mặc hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt biến chiêu, thiết cương khởi, kim cương bất hoại. Thiết cương, tên như ý nghĩa, toàn thân cứng như sắt, thậm chí còn cứng hơn. Trong trạng thái đỉnh phong còn có thể vững vàng đón đỡ mấy vạn cân. Bành! Đáng tiếc, lần này Ngôn Tử Mặc không tiếp được, cả người giống như đạn pháo bay lên. Một lần nữa giống như quả bóng ra lăn xuống dưới núi. Mọi người trợn mắt há mồm, không khỏi suy đoán người đến rốt cuộc là ai, lại có được thực lực như vậy, có thể đánh truyền nhân thần Châu Cương Thi Môn thành bộ dạng như thế. Hạ tộc trưởng, người không sao chứ? Bóng trắng rơi xuống trước mặt Hạ Thiên, quan tâm hỏi thăm. Vợ Tiêm Tiêm, ta đã nói rồi, đừng gọi ta là tộc trưởng, hãy gọi ta là chồng, không thì gọi tên ta cũng được. Hạ Thiên không vui nhìn người đến nhưng hai tay vẫn nhanh chóng ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của nàng. Đừng như vậy, rất nhiều người đang ở đây. Người đến chính là Bạch Tiêm Tiêm. Bị Hạ Thiên ôm, gương mặt của nàng đỏ bừng lên, có vẻ không quen. Hạ Thiên nhếch miệng, vợ Tiêm Tiêm, ngươi không cần để ý đến cái đám ngớ ngẩn đó, cứ xem bọn họ không tồn tại là được. Da mặt Bạch Tiêm Tiêm không có dày như vậy, chỉ là nàng thoát không được bàn tay lưu manh của Hạ Thiên. Đành phải để mặc hắn. Các ngươi quả nhiên đi cùng nhau. Tiêu Diễm Diễm cảm thán. Khi còn ở Sương Nguyệt Đảo, nàng đã biết Bạch Tiêm Tiêm khó mà thoát khỏi độc thủ của Hạ Thiên,
nhưng tận mắt nhìn thấy ở đây lại là một chuyện khác. Hạ Thiên trừng mắt nhìn nàng, có liên quan gì đến ngươi? Không có, Tiêu Diễm Diễm nói, các ngươi cứ chậm rãi anh em đi, ta không ở nơi này làm chướng mắt nữa. Tiêu Diễm Diễm vừa đi, Tần Bảo Ngọc cũng không có lý do tiếp tục ở lại đây. Mặc dù hắn ta rất muốn làm quen với mỹ nữ vừa mới xuất hiện, nhưng hắn ta cũng nhìn thấy được tính tình của Hạ Thiên, đành phải ôm quyền nói câu khách sáo rồi rời đi. Đúng rồi, vợ Tiêm Tiêm, tại sao nàng lại đến đây? Hạ Thiên hoàn toàn không nhìn người khác, chỉ lấy làm lạ nhìn Bạch Tiêm Tiêm. Bạch Tiêm Tiêm đáp, là Âm Hậu phái người đưa tin đến Độ Giả Thôn, yêu cầu ta đến tham gia thí luyện tiểu tiên giới. Lại là Âm Hậu, Hạ Thiên cau mày, khó chịu nói, nữ nhân này đúng là âm hồn bất tán. Lần sau gặp được nàng ta nhất định sẽ làm cho nàng ta hoàn toàn biến mất mới được. Bạch Tiêm Tiêm nghe xong, liền nói thế nào thì nàng ta cũng từng là thần minh trên Sương Nguyệt đảo chúng ta. Nếu như có thể, ngươi nên cho nàng ta một con đường sống. Hạ Thiên lười biếng nói, ta có thể cho nàng ta một con đường sống, nhưng nàng ta lại cứ gây phiền phức cho chúng ta. Bạch Tiêm Tiêm có hai sự khó xử. Nếu nàng yêu cầu Hạ Thiên buông tha cho Âm Hậu, chẳng khác nào ép buộc hắn, nhưng nếu để Hạ Thiên giết Âm Hậu, mâu thuẫn trong lòng nàng không cách nào giải khai. Từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn luôn sinh sống trên Sương Nguyệt đảo, không giỏi thế sự, nhất thời không biết xử lý quan hệ giữa hai người như thế nào. Vợ Tiêm Tiêm, nàng yên tâm đi, ta không giết nàng ta đâu. Hạ Thiên thấy Bạch Tiêm Tiêm không vui, liền mỉm cười bảo đảm, đến lúc đó, ta chỉ phế đi căn cơ tu hành của nàng ta, để nàng ta làm người bình thường là được rồi. Bạch Tiêm Tiêm thở phào một hơi, nói với Hạ Thiên, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta cái gì, nàng chính là vợ tương lai của ta mà. Hạ Thiên mỉm cười, nghiêm túc nói, yêu cầu của nàng, ta nhất định sẽ thỏa mãn. Trong lúc Bạch Tiêm Tiêm đang trò chuyện vui vẻ với Hạ Thiên, một người thần bí mặc kim bào đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Ta là tiếp dẫn sứ tiểu tiên giới phụng mệnh Âm Hậu đến đây đón chư vị thí luyện giả. Âm thanh của người này không lớn, nhưng có thể truyền vào tai mỗi người, giờ tí ngày mai, cánh cửa tiểu tiên giới sẽ mở ra. Để phục vụ cho người tham gia thí luyện, tránh mọi người phải chịu lạnh lẽo ở đây, Âm Hậu đã cố ý chuẩn bị một tòa phù cung, dùng làm nơi nghỉ ngơi cho chư vị. Chư vị, mời đi theo ta. Nói xong, người mặc kim bào phi hành về hướng nào đó. Những người khác thấy vậy, do dự 2-3 giây, sau đó đi theo người mặc kim bào. Tuy nói bọn họ đều là tu tiên giả, không hề để ý chút phong hàn, nhưng nếu có chỗ ở, tại sao còn để bản thân phải chịu thiệt chứ? Hạ tộc trưởng, chúng ta cũng qua đó đi. Bạch Tiêm Tiêm sinh sống tại Sương Nguyệt đảo bốn mùa đều là mùa xuân, đối với tuyết sơn mênh mông, trong lòng đột nhiên căng thẳng, vội nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên bất mãn nói, vợ Tiêm Tiêm, nếu nàng còn gọi ta là tộc trưởng nữa, ta sẽ giận đấy. Vậy gọi bằng gì, chồng à? Ta gọi không được, Bạch Tiêm Tiêm xấu hổ nói, hay để ta gọi Thiên ca ca đi. Cũng được, Hạ Thiên suy nghĩ một chút, cảm thấy xưng hô này cũng không tệ lắm, nhẹ gật đầu, nàng gọi ta nghe trước thử xem. Thiên ca, ca, Bạch Tiêm Tiêm nhẹ nhàng gọi một tiếng, âm thanh thiếu nữ thanh thúy, uyển chuyển. Biểu hiện vừa xấu hổ vừa buồn bực khiến người ta cảm thấy dư vị vô tận. Hạ Thiên cười một tiếng, hàm răng như muốn lộ ra hết, không tệ, không tệ, vợ Tiêm Tiêm, về sau nàng cứ gọi ta như thế nhé. Thiên ca ca, chúng ta đi được chưa? Sau khi gọi một lần, gánh nặng trong lòng Bạch Tiêm Tiêm nhẹ đi không ít. Hạ Thiên cười nói, không vội, nàng gọi 100 lần cho ta nghe đi. Không gọi nữa, ngươi không đi thì ta đi. Mặc dù Bạch Tiêm Tiêm không lõi sự đời nhưng thiên tính nữ nhân đã thức tỉnh, biết không thể nuông chiều Hạ Thiên, trực tiếp bỏ đi. Cái gọi là phù cung, chính là cung điện phù động, gần giống với lều của thế tục, có thể tùy ý dựng và tháo dỡ, rất thuận tiện. Đương nhiên, để tránh cho cung điện bị người của giới thế tục nhìn thấy, người mặc kim bào đã bố trí nó bên trong tầng mây trên đỉnh Tuyết Sơn. Liên quan đến thí luyện tiểu tiên giới, thật ra trước kia không phải không có. Nhưng xưa nay sẽ không giống chống khua chiêng tổ chức, càng không để thí luyện giả tập trung một chỗ, thậm chí thời gian cũng không thống nhất. Khi nào chọn được một hạt giống tu tiên giới, người đó sẽ được trực tiếp mang đến thí luyện tiểu tiên giới.
Lần thí luyện này là động tác lớn đầu tiên của Âm Hậu sau khi nhập chủ tiểu tiên giới. Cho nên, nó được tổ chức rất trịnh trọng và cẩn thận. Nhưng Hạ Thiên chẳng có hứng thú với những chuyện này. Hắn cũng chẳng có hứng thú tham gia thí luyện, càng cảm thấy trên thế giới này không ai có tư cách tiến hành thí luyện với hắn. Sở dĩ hắn đến đây, chỉ vì ngày mai tiểu tiên giới mở cửa, hắn phải cứu A Cửu ra, thuận tiện tìm cho Huyền Âm tộc một chỗ nương thân mới. Chỉ có chút thức ăn thừa, không thể chiêu đãi được tốt, mong chư vị quý khách bỏ qua cho. Trong hành lang phù cung, người mặc kim bào dùng thân phận chủ nhân chiêu đãi thí luyện giả, đặt 9 cái bàn đơn, bên trên bày đầy món ăn ngon. Nếu đây chỉ được xem là chút thức ăn thừa, vậy thức ăn ở tiểu tiên giới còn ngon đến mức nào nữa? Nam tử đeo kiếm chào phúng nói. Thì ra là Trương Chí Thanh Trương công tử của Long Hổ Sơn. Thật sự chăm nghe không bằng một thấy. Quả nhiên là nhân trung hào kiệt. Người mặc kim bào nhìn nam tử đeo kiếm, lập tức tán dương không thôi. Nghe nói ngũ lôi kiếm pháp của ngươi đã có 7 phần chân truyền của Trương lão chân nhân. Lần thí luyện này, mong ngươi phát huy nhiều hơn, để chúng ta được mở rộng tầm mắt. Nam tử đeo kiếm được thổi phồng. Ngạo khí thanh lãnh trên gương mặt lập tức giảm đi rất nhiều, nhưng ngoài miệng vẫn nói, đến lúc đó, các ngươi sẽ biết được kiếm pháp Trương gia chúng ta rốt cuộc như thế nào. Long Hổ Sơn nổi tiếng nhất không phải lôi pháp sao, từ lúc nào kiếm pháp cũng có thể leo lên mặt bàn. Lúc này, nam tử mặc vét ngồi đối diện Trương Chí Thanh có chút không phục, nói đến kiếm pháp, hẳn phải là kiếm pháp tuyệt đỉnh của Thái Sơn phái chúng ta, đó mới là độc bộ thiên hạ. Thái Sơn phái là thứ gì chứ? Nếu không có Thái Sơn, các ngươi chẳng qua cũng chỉ là một tiểu môn phái chưa nhập lưu mà thôi. Trương Chí Thanh khinh bỉ nói, ngươi cũng xứng so sánh với truyền thừa ngàn năm Long Hổ Sơn của chúng ta. Ngươi nói cái gì? Nam tử mặc vét giận dữ, tay phải đập xuống bàn. Trương Chí Thanh hừ một tiếng, nếu ngươi không phục, bây giờ bổn công tử sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức cái gì gọi là kiếm pháp. Vậy thì đến đây. Nam tử mặc vét rút ra một thanh trường kiếm quang hoa như nước, trực chỉ Trương Chí Thanh, để ta xem ngươi có bao nhiêu năng lực. Hai vị, hai người bình tĩnh lại một chút, người mặc kim bào cười ha hả, phất ống tay quét sạch sát khí giữa hai người, người đến là khách, đừng tổn thương hòa khí. Nếu quả thật hai người có thủ oán, ngày mai có rất nhiều cơ hội để giải quyết. Bây giờ là lúc chúng ta yên tâm ăn ngon uống ngon. Chán nam tử mặc vét rin mồ hôi lạnh. Vừa rồi, khi người mặc kim bào vung tay lên, kiếm của hắn ta bỗng nhiên gia tăng thêm cự lực, thiếu chút nữa khiến cho hắn ta nắm không được kiếm. Trương Chí Thanh cũng sợ hãi trong lòng, biểu hiện ngưng trọng nhìn người mặc kim bào, biết được thực lực người này không tầm thường, cũng không dám lỗ mãng như trước. Chư vị, đây có thể là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, hãy để tại hạ làm trung gian, giới thiệu mọi người làm quen với nhau. Lúc này... Người mặc kim bào mỉm cười nói với mọi người. Cũng chẳng phải ra mắt, giới thiệu cái rắm gì. Tiêu Diễm Diễm bất mãn nói. Vị cô nương này là đại tiểu thư Tiêu Diễm Diễm Tiêu gia ẩn tàng kinh thành. Người mặc kim bào thuận thế giới thiệu Tiêu Diễm Diễm, tu vi chuẩn kim đan kỳ. Lần này đến tiểu tiên giới, hy vọng sớm kết thành kim đan. Ta xin chúc mừng ngươi trước. Tiêu Diễm Diễm không thích nghe nhất là mấy lời nói khách sáo này, thậm chí chẳng muốn đáp lại. Người mặc kim bào cũng không để ý, tiếp tục nói, vị này là Trương Chí Thanh Trương công tử, vừa rồi ta cũng đã nói qua, đến từ Trương gia Long Hổ Sơn. Hắn ta chỉ vào nam tử mặc vét, vị này là Lăng Thiên Sơn Lăng công tử đến từ Thái Sơn phái. Vị này là Tần Bảo Ngọc Tần công tử của Tần gia. Tần Bảo Ngọc đứng lên chắp tay với mọi người xem như chào hỏi. Vị này là Ngôn công tử của Thần Châu Cương Thi Môn. Ngôn tử mặc là người cuối cùng đến phủ cung, vết sưng trên người chưa tan, cơn giận còn sót lại trong lòng khó bình, đành phải hừ lạnh một tiếng xem như đáp lại. Vị này là Chiêm Mộ Tư tiên sinh đến từ Trường Sinh Thánh Điện phương Tây. Một người nước ngoài tóc vàng mắt xanh lập tức lắc đầu, phát âm tiếng kinh thành rất chuẩn, không, không, ta vốn là người sinh trưởng tại kinh thành. Trường Sinh Thánh Điện muốn ta nhập hội, là anh em, ta chỉ có thể đồng ý. Nhưng các ngươi có đoán được không, bọn họ bỏ tiền ra mời ta nhập hội. Anh em là như thế đấy. Nhưng bọn họ cho ta rất nhiều, cho nên ta mới đến đó kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Thoạt nhìn có vẻ là người ngoại quốc lắm mồm, không có ai phản ứng đến hắn ta. Vị này đến từ đảo quốc Nam Thiên Môn,
nhẫn thiên vương tân nhiệm đằng giã thập tứ lang. Một võ sĩ mặc kimono, chân mang guốc gỗ của đảo quốc bái mọi người một cái, tại hạ đằng giã thập tứ lang, xin mọi người chỉ giáo nhiều hơn. Đám ninja rùa các ngươi không phải có một người tên ảnh hiện chứ? Hạ Thiên rốt cuộc lên tiếng hỏi đằng giã thập tứ lang. Đằng giã thập tứ lang nhìn người mặc kim bào, phát hiện hắn ta không nói gì, lập tức giải thích là nhẫn thiên vương, không phải ninja rùa. Sau khi ảnh hiện tiên sinh đến Hoa Hạ, bị thương nhẹ, khi trở về nhà thì bế quan, cho nên đã truyền lại vị trí cho ta. Ta cảm thấy rất khó chịu với tên ninja rùa này của các ngươi. Hắn ta lại dám ra tay với nữ nhân của ta. Hạ Thiên lười biếng nói, cho nên, ta dự định đánh ngươi trước, sau đó để ngươi cút về nói với hắn ta, bảo hắn ta lau sạch cổ chờ ta, bất cứ lúc nào ta cũng có thể đến xử lý hắn ta. Ngươi nói vậy là có ý gì? Đằng giã thập tứ lang âm trầm nhìn Hạ Thiên, ngươi đang sỉ nhục ta và ảnh hiện tiên sinh sao? Hạ Thiên nhếch miệng, sỉ nhục, các ngươi cảm thấy các ngươi xứng sao? Đằng giã thập tứ lang di chuyển hai chân, chân trái đằng trước, chân phải đằng sau, hai tay đặt lên vỏ đao, võ sĩ chúng ta khả sát bất khả nhục. Xuất kiếm đi, ta nhất định phải giết ngươi, đòi lại công đạo cho ảnh hiện tiên sinh. Ngươi cầm là đao, kiếm đâu ra? Tiện vừa thôi chứ, Hạ Thiên bất mãn nói, còn là võ sĩ đạo nữa chứ. Ngươi vừa đến đã lén lút giải độc hương tại các ngõ ngách, ngươi tưởng mắt ta mù à? Cái gì? Lời của Hạ Thiên khiến mọi người lấy làm kinh hãi. Không ít người trong bọn họ thật sự không phát hiện được việc này. Mặt người mặc kim bào cũng ngưng lại, bởi vì ông ta cũng không phát hiện ra. Sau khi nghe Hạ Thiên nói, ông ta mới giật mình, cảm nhận được trong phòng có những sợi hương khí rất lạ. Ngươi đang ngậm máu phun người. Ngươi dám đổ tội cho ta, ngươi đi chết đi. Đằng giã thập tứ lang biến sắc, tiến lên hai bước, bảo đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Vạch ra một luồng đao quang chém về phía Hạ Thiên. Một đao ra khỏi vỏ cực nhanh, xứng với bốn chữ nhanh như lôi đình. Không thể không nói, một đao đích thật rất lợi hại. Đa số người có mặt đều giật mình, đều cho rằng Hạ Thiên lành ít dữ nhiều. Tiêu Diễm Diễm lại không cảm thấy như vậy. Dưới cái nhìn của nàng, đao pháp của người đảo quốc còn không nhanh bằng một nửa Diệp Tuyệt Trần ở Sương Nguyệt Đảo. Ngay cả Diệp Tuyệt Trần mà còn bị Hạ Thiên ném vào trong biển. Võ sĩ trước mặt quả thật đang tự rước lấy nhục. Quả nhiên, Hạ Thiên chỉ nhẹ nhàng vươn tay đã nắm chặt thanh đao nhanh như lôi đình này. Ngươi chưa ăn cơm à? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái. Ngươi đừng có mà dừng lại. Đằng giã thập tứ lang tức đến thở hổn hển, nhưng bất luận hắn ta dùng sức như thế nào, giãy giụa ra sao, hắn ta không cách nào rút đao trở về. Trừ phi hắn ta vứt bỏ đao không cần nữa, nhưng làm như thế, hắn ta còn được xem là võ sĩ sao? Hỏa độn chi đại phún hỏa, đằng giã thập tứ lang cũng không phải kẻ ăn chay. Hắn ta đã kế thừa vị trí của ảnh hiện, tất nhiên cũng học được chút nhẫn thuật. Hắn ta há miệng hút vào một lượng không khí, toàn bộ khoang miệng đều phồng lên, chuẩn bị phun lửa. Phun cái đầu ngươi đấy, nuốt xuống cho ta. Hạ Thiên đưa tay đè xuống miệng đằng giã thập tứ lang, ấn ngọn lửa hắn ta chuẩn bị phun ra ngoài trở xuống. Đằng giã thập tứ lang hoảng sợ mở to mắt, ngọn lửa đã tạo thành trong khoang miệng không cách nào phun ra ngoài, đành phải thuận theo yết hầu nuốt xuống dạ dày. Một cảm giác thiêu đốt lập tức xâm nhập lục phủ ngũ tạng. A, đằng giã thập tứ lang đau đến mức vứt bỏ thanh đao, ngã xuống đất lăn lộn, nhưng ngọn lửa bên trong cơ thể của hắn càng lúc càng lớn, cuối cùng từ trong đốt ra ngoài, cả người bị hỏa táng. Thiên ca ca, tại sao cả người hắn ta lại bị bốc cháy? Bạch Tiêm Tiêm không hiểu, cho dù người này có nuốt lửa trở về cũng không đến mức bị đốt thành như vậy. Hạ Thiên đáp, bởi vì hắn ta quá ngu ngốc, nói cái gì là nhẫn thuật. Thật ra đây chỉ là phương pháp giấu cây đuốc dầu bên trong cơ thể mà thôi. Vậy hắn chẳng khác nào tự thiêu chết mình rồi. Tiêu Diễm Diễm sững sờ, quá ngu xuẩn. Mấy kẻ ngu xuẩn đều như thế. Hạ Thiên lười biếng đáp. Đã bớt đi một người. Ngày mai 8 người các ngươi tiến vào tiểu tiên giới. Người mặc kim bào thấy thế, đành phải thở dài, phất tay cho người quét dọn thi thể đằng giã thập tứ lang sạch sẽ. Nhưng trải qua chuyện lần này, mọi người lại càng hiểu biết hơn về Hạ Thiên, ngay cả Ngôn Tử Mặc cũng phải thu lại tâm tư muốn trả thù, không còn dám biểu hiện ra nữa. Bữa tiệc tối tan rã trong không vui. Ban đầu,
người mặc kim bào dường như có chuyện cần tuyên bố, nhưng bây giờ cũng không còn tâm trạng, chỉ nói mọi người nghỉ ngơi cho thật tốt, chờ trăng tròn tối mai là có thể trực tiếp tiến vào tiểu tiên giới. Mỗi người đều được bố trí một gian phòng, Hạ Thiên tất nhiên không muốn ngủ một mình, liền đi thẳng đến phòng Bạch Tiêm Tiêm. Mặc dù không thể làm chuyện xấu nhưng có mỹ nhân trong lòng, dù sao cũng tốt hơn nằm trên giường một mình. Thiên ca ca, người có cảm thấy người mặc kim bào có chút kỳ lạ hay không? Bạch Tiêm Tiêm ngồi trên ghế, hỏi Hạ Thiên. Hạ Thiên gối đầu lên đùi Bạch Tiêm Tiêm, cảm nhận ra thịt thiếu nữ, lười biếng đáp, mặc kệ hắn ta đi. Ta luôn có cảm giác tối nay sẽ xảy ra chuyện, Bạch Tiêm Tiêm lo lắng nói. À, đúng vào lúc này, bên trong phủ cung bỗng nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm rất ngắn, chỉ một tiếng rồi thôi, thậm chí còn khiến cho người ta tưởng vừa rồi mình nghe nhầm. Âm thanh gì thế? Bạch Tiêm Tiêm biến sắc, lập tức hỏi. Vẻ mặt Hạ Thiên chẳng ra làm sao, đoán chừng có ai chết. Bạch Tiêm Tiêm hơi lo lắng hỏi, chúng ta có cần ra ngoài xem một chút không? Vợ Tiêm Tiêm, ngoài đó chẳng có gì vui đâu. Hạ Thiên nhếch miệng, thái độ chuyện chẳng liên quan đến mình, để mấy thứ ngu xuẩn đi xem, còn chúng ta chơi chuyện của chúng ta. Gương mặt Bạch Tiêm Tiêm đỏ lên, nói với Hạ Thiên, cái gọi là chúng ta chơi chuyện của chúng ta, người muốn chơi cái gì? Cái gì cũng có thể chơi được. Hạ Thiên mỉm cười, vợ Tiêm Tiêm, người có muốn thử một chút không? Không muốn, Bạch Tiêm Tiêm trừng mắt nhìn Hạ Thiên, ngươi cho rằng ta cái gì cũng không biết sao. Ngươi đang muốn làm chuyện xấu. Hạ Thiên nghiêm túc nói, làm sao có thể nói là chuyện xấu chứ? Rõ ràng là chuyện tốt mà, là chuyện tốt nhất trong số các chuyện tốt để chơi trên đời này. Có quỷ mới tin ngươi. Bạch Tiêm Tiêm nhăn mũi, trước khi đi, y tỷ tỷ đã tìm ta, bảo ta cẩn thận ngươi một chút, đừng nên bị ngươi lừa gạt. Hạ Thiên lấy làm lạ hỏi, vợ y y tìm nàng làm gì? Tỷ ấy tìm ta có một số việc. Bạch Tiêm Tiêm thấy Hạ Thiên hiếu kỳ, con ngươi đảo một vòng, cười nói, nhưng y tỷ tỷ nói ta không được nói cho ngươi biết. Hạ Thiên duỗi lưng một cái, cũng không có ý hỏi tiếp, không thể nói thì không nói. Dù sao ta cũng không muốn biết. Ngươi thật sự không muốn biết. Bạch Tiêm Tiêm không biết có phải là lạt mềm buộc chặt hay không, không khỏi cười hỏi. Ta không muốn, Hạ Thiên dứt khoát lắc đầu. Bạch Tiêm Tiêm đưa tay vuốt trán Hạ Thiên, ý vị trên mặt không rõ. Bành! Lúc này, cửa phòng đột nhiên bị người ta đá văng, tiếp theo một người mặc đồ vét xông vào. Chỉ có hai người các ngươi trong phòng, người đến chính là Lăng Thiên Sơn của Thái Sơn Phái. Sau khi vào cửa, ánh mắt của hắn ta nhanh chóng quét khắp ngõ ngách trong phòng, hai người các ngươi vẫn luôn ở trong phòng sao? Vừa rồi vì sao gọi các ngươi lại không ra? Thằng ngu ngươi là ai vậy? Hạ Thiên khó chịu nói. Bạch Tiêm Tiêm nhẹ giọng nhắc nhở, người này hình như là Lăng Thiên Sơn của Thái Sơn Phái. Ta không biết, Hạ Thiên ừm một tiếng, cho ngươi 3 giây để cút xéo. Nếu không, ta sẽ đánh ngươi. Hừ, Lăng Thiên Sơn trừng mắt nhìn Hạ Thiên, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai, dám đùa nghịch huy phong trước mặt bổn công tử. Ngươi tìm nhầm người rồi. Hạ Thiên uể oải nói, còn 2 giây nữa thôi. Ngươi bớt làm ra vẻ ở đây đi. Lăng Thiên Sơn cảnh cáo Hạ Thiên, lạnh giọng quát, ta nói cho ngươi biết, vừa rồi có người chết, ta hoài nghi hung thủ trong số chúng ta. Cho nên các ngươi tốt nhất nên lập tức phối hợp, a. À. Bành! Lời còn chưa dứt, cả người Lăng Thiên Sơn đã nặng nề bay ra ngoài, đâm vào vách tường hành lang, bất tỉnh nhân sự. Ngoài cửa còn có 5-6 người đang đứng xem náo nhiệt, mắt thấy thảm trạng của Lăng Thiên Sơn, biểu hiện từng người đều khác nhau. Một chút nhãn lực cũng không có. Tiêu Diễm Diễm nhìn Lăng Thiên Sơn đã ngất đi, lắc đầu cảm thán, ngươi coi mình là lão đại nơi này sao? Đáng đời! Mấy người khác nhìn nhau, sau đó trở về phòng của mình, xem như không có chuyện gì phát sinh. Tiêu Diễm Diễm chậm rãi bước vào phòng, thuận tiện đóng cửa phòng lại. Cười nhẹ nhìn Hạ Thiên và Bạch Tiêm Tiêm, hai người các ngươi ngược lại tiêu dao khoái hoạt quá nhỉ. Các ngươi không quan tâm vừa rồi xảy ra chuyện gì sao? Ngươi cũng biến ra ngoài đi, đừng ở đây chướng mắt nữa. Hạ Thiên không vui nói. Tiêu Diễm Diễm cười khẽ, ngươi đừng vô tình như vậy. Ta đang muốn nói chuyện với hai người. Nói xong, ta sẽ đi ngay, tuyệt không làm bóng đèn của các ngươi đâu. Vừa rồi bên ngoài xảy ra chuyện gì thế?
Bạch Tiêm Tiêm hỏi. Cũng chẳng phải chuyện lớn gì. Tiêu Diễm Diễm chậm rãi đáp, là người mặc kim bào đã chết. Bạch Tiêm Tiêm ngẩn ra, ngạc nhiên hỏi, người kia không phải sứ giả tiểu tiên giới sao? Hắn ta chết như thế nào? Ai làm? Tạm thời không rõ. Tiêu Diễm Diễm lắc đầu, biểu hiện có chút ngưng trọng, nhưng hung thủ khẳng định bên trong phủ cung của chúng ta, cũng chính là một trong số chúng ta. Hai người các ngươi tất nhiên không có hiểm nghi. Bọn họ không biết nhưng ta thì biết rất rõ. Ngay cả bản thân ta cũng không cần thiết làm mấy chuyện đó. Cho nên, chỉ còn lại một trong số những người kia mà thôi. Bạch Tiêm Tiêm cảm thấy suy đoán của Tiêu Diễm Diễm hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng ta không rõ lắm, tại sao người kia lại làm như thế? Tiêu Diễm Diễm cau mày, giết người mặc kim bào có chỗ tốt gì đối với hắn ta? Hạ Thiên lười biếng đáp, không phải giết người mặc kim bào có chỗ tốt gì, mà là giết các ngươi, hắn ta sẽ có chỗ tốt. Giết chúng ta, Tiêu Diễm Diễm không hiểu nhìn Hạ Thiên, lời này của ngươi là có ý gì? Hạ Thiên chẳng hề quan tâm, không có ý gì cả. Thật sao, ngươi đang thừa nước đục thả câu. Tiêu Diễm Diễm bất mãn nói, nếu ngươi biết cái gì, ngươi nói cho chúng ta biết không được sao? Tại sao lại phải che giấu? Như vậy chẳng khác nào đang giúp hung thủ kia. Ta không hứng thú giúp bất cứ kẻ nào cả. Hạ Thiên duỗi lưng một cái, chỉ cần tên ngốc đó đừng chọc ta, hắn ta giết ai đều không liên quan đến ta. Tiêu Diễm Diễm hơi sợ hãi, nếu hắn ta đến giết ta, ngươi cũng không giúp. Ta và ngươi rất quen sao? Hạ Thiên hỏi ngược lại một câu. Không phải chứ, Hạ Thiên, ngươi có cần mất nghĩa khí đến như vậy không? Tiêu Diễm Diễm sợ ngây người. Hạ Thiên nhếch miệng, có nghĩa khí cũng sẽ không với ngươi. Ngươi nên biến ra ngoài, đừng quấy rầy thế giới của ta và vợ Tiêm Tiêm. Không được, ta rất sợ chết. Khóe miệng Tiêu Diễm Diễm vểnh lên, vì an toàn cho tính mệnh của ta, ta quyết định đêm nay ngủ ở đây. Hạ Thiên trừng nàng, vậy thì ngươi sẽ chết ngay lập tức. Bạch Tiêm Tiêm không khỏi khuyên giải, nhẹ giọng nói, được rồi, các ngươi đừng ồn ào nữa. Dù sao mọi người cũng một đêm không ngủ cũng không sao, chi bằng chúng ta nói chuyện phiếm đến hừng đông đi. Tiêu Diễm Diễm cảm thán nói, vẫn Tiêm Tiêm muội muội biết đau lòng người khác thôi. Hạ Thiên nhắc nhở Bạch Tiêm Tiêm, vợ Tiêm Tiêm, nữ nhân này đã từng leo lên Sương Nguyệt Đảo lúc trước, nàng ta không có ý tốt đâu. Này, Hạ Thiên, người đang muốn kiếm chuyện ly gián sao? Tiêu Diễm Diễm mở to mắt, kích động nói thật, ta đến Sương Nguyệt Đảo chỉ để du lịch giống ngươi mà thôi. Ta khác, Hạ Thiên nghiêm túc nói, ta vì cứu vợ y, thuận tiện giải quyết luôn Âm Hậu lúc nào cũng làm khó nàng ấy và cửu nha đầu. Tiêu Diễm Diễm không khỏi hừ nhẹ, còn lâu, người rõ ràng liên thủ với Ứng Hiểu Nguyệt phá hủy Sương Nguyệt Đảo thì có. Hạ Thiên nói, nữ nhân kia chưa có tư cách liên thủ với ta. Điều này cũng đúng, hiện tại Ứng Hiểu Nguyệt chỉ là thuộc hạ của ngươi mà thôi. Tiêu Diễm Diễm có chút thâm ý nhìn Hạ Thiên, có đôi khi, càng nhìn ngươi lại càng cảm thấy đáng sợ. Nhìn ngươi bình thường chẳng có gì lạ, nhưng ngươi luôn làm ra những chuyện khiến người khác không thể tưởng tượng. Mặc kệ nữ nhân lãnh ngạo độc ác như Ứng Hiểu Nguyệt hay là mưu mô thâm sâu như Âm Hậu, cuối cùng đều bại dưới tay ngươi. Ngươi quá kinh khủng. Nguyên nhân thất bại của những kẻ ngu ngốc chỉ có một, đó chính là trêu chọc ta hoặc nữ nhân của ta. Hạ Thiên từ chối cho ý kiến với Tiêu Diễm Diễm, tùy ý nói, bằng không, cho dù bọn họ có muốn hủy diệt trái đất, cũng chẳng liên quan gì đến ta. Cho nên, làm đối thủ của ngươi là một chuyện vô cùng bi ai. Tiêu Diễm Diễm cảm khái, cũng may, sau khi quen biết ngươi ở Sương Nguyệt Đảo, ta quyết định làm bạn với ngươi. Cho dù Tiêu gia muốn đối phó ngươi, ta cũng sẽ vô điều kiện đứng về phía ngươi. Hạ Thiên nhếch miệng, ngươi còn chưa có tư cách làm bạn với ta. Điều đó không quan trọng, Tiêu Diễm Diễm tự có cách đối phó. Nàng mỉm cười, nói ta chỉ cần làm bạn với A Cửu, Y Tiểu Âm, còn có Tiêm Tiêm muội tử là được rồi. Đến lúc đó, nếu ta xảy ra chuyện, ngươi nhất định không thể không giúp. Buồn cười, Hạ Thiên chẳng thèm để ý đến nàng. Trực tiếp nhắm mắt lại. Này này, ngươi đừng giả bộ ngủ. Tiêu Diễm Diễm đẩy vai Hạ Thiên, nhỏ giọng nói, ngươi không phải tức giận chứ. Bạch Tiêm Tiêm ra hiệu im lặng với Tiêu Diễm Diễm. Mặc kệ Hạ Thiên có phải đang giả bộ ngủ hay không, nếu hắn đã không muốn phản ứng, nàng tất nhiên không để Tiêu Diễm Diễm làm loạn nữa.
không có chút sức lực nào. Tiêu Diễm Diễm cảm thấy chẳng thú vị gì cả. Bạch Tiêm Tiêm và Tiêu Diễm Diễm cũng không quen thân, hai người cũng chẳng có chủ đề nào để nói. Không khí trong phòng trở nên lúng túng. Cũng may đã có người thay hai nàng giải vây. Người này lại là vị khác không mời mà đến. Bạch Tiêm Tiêm phát hiện đầu tiên, góc tường bên trái đột nhiên xuất hiện một cái bóng không lớn lắm. Ban đầu nàng không chú ý, nhưng sau khi trong phòng yên tĩnh lại, nàng đột nhiên phát hiện cái bóng có hô hấp, mặc dù rất yếu nhưng lại có tiết tấu. Hô hấp có tiết tấu cũng chỉ có người phát ra mà thôi. Bạch Tiêm Tiêm nháy mắt với Tiêu Diễm Diễm. Tiêu Diễm Diễm cũng không biết là không hiểu hay là nàng ta có cách đối phó, người nháy mắt với ta làm gì. Là do ngươi ngứa mắt hay là ngươi muốn nói tại góc hẻo lánh kia có người? Bạch Tiêm Tiêm im lặng, đành phải nói có người. Có người hay không, thử một chút sẽ biết. Tiêu Diễm Diễm bỗng quay người lại, lòng bàn tay xuất hiện hai miếng vàng lá thật mỏng, ném về phía góc phòng. Đinh đinh! Hai miếng vàng lá đâm thẳng vào vách tường. Ở đó không có thứ gì cả. Xem ra là do ngươi hoa mắt thôi. Tiêu Diễm Diễm đứng dậy. Hai tay thu lấy miếng vàng lá. Nhưng khi nàng sắp quay người lại, bỗng nhiên có một cái bóng thật mỏng xuất hiện sau lưng nàng. Cùng lúc đó, một thanh trường kiếm dùng tốc độ cực nhanh đâm thẳng vào hậu tâm của nàng. Cẩn thận, con người Bạch Tiêm Tiêm co rụt lại, quát lớn với Tiêu Diễm Diễm. Tinh thần Tiêu Diễm Diễm run lên, chỉ cảm thấy một luồng hàn ý lạnh thấu xương từ xương cụt dâng lên, trong nháy mắt tản ra toàn thân, đến mức cơ thể không cách nào kịp thời phản ứng. Đành kêu một tiếng, Hạ Thiên, mau cứu ta. Hắt xì. Hạ Thiên không khỏi hắt hơi một cái, lười biếng xoay eo, đổi tư thế ngủ tiếp. Chỉ trong chớp mắt, Tiêu Diễm Diễm bỗng nhiên cảm giác luồng hàn ý đằng sau lưng nàng lập tức biến mất. Nàng quay người lại, bắn thêm mấy miếng vàng lá, ánh mắt đẹp lạnh lùng nhìn quét qua góc hẻo lánh, nhưng ở đó đích thật không có vật gì khác. Bạch Tiêm Tiêm cảm nhận một chút, sau đó nói, đã đi rồi. Mẹ nó, lão nương lớn như vậy rồi, đây là lần đầu tiên mất mặt đến như vậy. Ta nhất định phải tìm ra người này, chém nàng ta thành muôn mảnh. Tiêu Diễm Diễm vừa tức giận vừa buồn bực, thu hồi lại vàng lá, sau đó vội vàng rời khỏi phòng, không biết đi đâu. Bạch Tiêm Tiêm đang định lên tiếng gọi Tiêu Diễm Diễm lại. Đáng tiếc, chỉ trong chớp mắt, người đã không còn hình bóng. Vợ Tiêm Tiêm, nàng không cần lo lắng, nàng ta không chết được đâu. Hạ Thiên lười biếng nói một câu, nhưng cũng không có ý đứng dậy. Bạch Tiêm Tiêm có chút ngoài ý muốn, ngươi không ngủ sao? Cho dù có ngủ, ta cũng có thể biết chuyện gì xảy ra. Hạ Thiên cười nói, ngươi cũng biết chuyện vừa rồi. Bạch Tiêm Tiêm khó hiểu, nhưng sao ngươi lại không ra tay? Hạ Thiên thờ ơ đáp, chỉ một con ruồi thôi mà, cũng không cần thiết phải ngạc nhiên, hơn nữa cũng không phải vì chúng ta mà đến. Bạch Tiêm Tiêm mơ hồ cảm nhận được chỗ nào là lạ, nhưng lại không nói ra được, đành phải nói, nhưng cho dù người đó giết chết hết thí luyện giả, điều này cũng không tốt lắm. Hạ Thiên thuận miệng hỏi, vợ Tiêm Tiêm, nàng không phải muốn cứu bọn họ chứ? Biểu hiện của Bạch Tiêm Tiêm vô cùng nghiêm túc, chẳng qua ta chỉ cảm thấy bọn họ không làm việc gì ác, chúng ta không nên cứ như vậy ngồi nhìn bọn họ bị giết. Vợ Tiêm Tiêm, tâm địa của nàng quá thiện lương rồi. Hạ Thiên nói, nàng có chút giống với Hình tỷ, nhưng vợ Tiêm Tiêm, ta nói cho nàng biết, người tốt sẽ không có hồi báo tốt. Cũng chính vì thế, chúng ta lại càng không thể để cho cái ác sinh trưởng được. Ánh mắt Bạch Tiêm Tiêm vẫn kiên định như cũ, hy vọng nhìn Hạ Thiên, ta không thể xin ngươi hoặc người khác đi làm cái gì, nhưng ta nhất định phải làm một thứ gì đó. Nếu không, trong lòng ta khó mà bình an. Không phải Bạch Tiêm Tiêm có tâm thánh mẫu. Mà là từ nhỏ nàng sinh trưởng ở Sương Nguyệt Đảo, đối với lòng dạ hiểm ác của người bên ngoài còn chưa nhận biết đầy đủ, vẫn kiên định cho rằng thiện ác tất có báo. Nói trắng ra, đó chính là tâm tính thiếu nữ, hoàn toàn không cách nào nhìn thấy việc ác sắp phát sinh. Hạ Thiên đứng lên, nói với Bạch Tiêm Tiêm, vợ Tiêm Tiêm, nàng muốn làm gì thì cứ làm. Thật ra, nàng không cần phải hỏi ý kiến của ta. Cảm ơn Thiên ca ca. Mặc dù ngoài miệng Bạch Tiêm Tiêm vẫn gọi Hạ Thiên là ca ca, nhưng trong lòng nàng vẫn kính trọng hắn như tộc trưởng, cho nên nàng muốn nhận được sự đồng ý của hắn. Bạch Tiêm Tiêm bước ra khỏi phòng, đuổi theo cái bóng quỷ dị kia. Chấm. Tiên Vân Đại Lục, Vạn Quỷ Quật, Thiên Quỷ Đàn.
Nơi này rừng cây che trời, mỗi một gốc cây đều cao vút trong mây, cành lá rậm rạp, nhưng tất cả đều là màu đen, nhìn qua chợt có ảo giác giống như quỷ ảnh lay động. Tuyết Khỉ La cùng với Liễu Vân Mạn vội vàng đuổi đến cửa vào tế đàn. Nơi đó đứng vững hai pho tượng ác quỷ cao đến mấy chục trượng, đều là dáng vẻ mặt xanh nanh vàng. Một người cầm đao, một người cầm côn. Nơi này chính là lối vào Thiên Quỷ Đàn. Tuyết Khỉ La dừng lại, đưa tay chỉ vào bên trong, đám người cửu biểu ca đào mật đạo thông đến phía dưới bức tượng Xâm La Thiên Quỷ Vương chính giữa đàn tế hồn. Liễu Vân Mạn chỉ tay vào hai pho tượng ác quỷ, hai pho tượng trước cửa này là quỷ gì thế? Hai pho tượng này chính là hai đại hộ pháp của Thiên Quỷ Vương vạn năm trước. Người cầm trường đao là quỷ tướng ác Mãn Doanh, người cầm côn là quỷ tướng ác Đa Đoan. Tuyết Khỉ La nhìn hai pho tượng, chậm rãi giải thích, năm đó, hai người này đã đi theo Thiên Quỷ Vương Nam Chinh Bắc Chiến, tạo ra Xâm La Quỷ Ngục. Nhưng về sau, cả hai đều theo Thiên Quỷ Vương phi thăng liên minh tu tiên. Liễu Vân Mạn nhẹ gật đầu, những gì Tuyết Khỉ La nói cũng không khác gì tư liệu nàng tra được từ Thư viện Hoàng Triều. Chúng ta mau vào đi, nếu để bọn họ chạy trốn, sau này Tuyết gia ta cũng khó mà bình an. Tuyết Khỉ La quả thật có chút vội vàng. Trước đó, nàng cũng chỉ muốn lợi dụng Liễu Vân Mạn và Liễu Mộng đuổi những người kia đi mà thôi, bây giờ lại dính vào chuyện này. Bất luận là Vạn Hỏa Giáo hay là Phiếu Miểu Tiên Môn, vạn quỷ quật của nàng đều đắc tội không nổi. Tuy nhiên, khách quan mà nói, Vạn Hỏa Giáo cho tàn lại cháy hiển nhiên không phải là đối thủ của Phiếu Miểu Tiên Môn như mặt trời ban trưa. Cho nên, Tuyết Khỉ La mới chọn đứng về phía Phiếu Miểu Tiên Môn. Chỉ là nàng hơi hoài nghi thực lực của hai vị tiên tử trước mắt. Liễu Vân Mạn không rảnh suy đoán chút tính toán nhỏ nhặt của Tuyết Khỉ La. Cho dù biết, nàng cũng chẳng để ý. Mặc kệ là tu tiên giới hay là trái đất, muốn tất cả mọi người phục tùng mình vốn có chút không thực tế. Có thể lợi dụng lẫn nhau mới là quan hệ hợp tác vững chắc. Nếu hai vị tiên tử có thể bắt được cửu biểu ca, còn có những người trong ma giáo, không biết các ngươi sẽ xử trí bọn họ như thế nào. Trên mặt Tuyết Khỉ La hiện lên vẻ lo lắng, hỏi dò Liễu Vân Mạn. Liễu Vân Mạn biết nàng muốn hỏi cái gì, liền đáp tất cả những người có liên quan đến Vạn Hỏa Giáo đều sẽ được đưa đến Lam Kinh, giao cho cơ nữ hoàng xử lý. Nhưng ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi phối hợp với chúng ta bắt được người về, ta cam đoan vạn quỷ quật sẽ không bị liên can. Tiểu nữ tử xin cảm tạ trước, lúc này, Tuyết Khỉ La mới cảm thấy yên tâm được một chút. Nàng nói, tuy cha của ta là quỷ vương nhưng tính cách hào sảng, lại nặng tình cũ, cho nên mới bị người ta lợi dụng. Vì gia tộc, ta không thể không cẩn thận hành sự, mong Liễu tiên tử đừng trách. Không sao, Liễu Vân Mạn chẳng những không ghét Tuyết Khỉ La, ngược lại còn cảm động vì suy nghĩ cân nhắc cho gia tộc của cô gái này. Năm đó, nàng cũng gánh vác sứ mệnh thay gia tộc giải quyết quái chứng, một mình vất vả thật lâu. Nếu như nàng không gặp được Hạ Thiên, đoán chừng đã sớm bị Âm Y Môn đẩy vào vực sâu vô tận. Người đi theo ta, Tuyết Khỉ La không do dự nữa, cùng với Liễu Vân Mạn bước vào chỗ sâu Thiên Quỷ Đàn, mặc dù nơi này hoang phế nhưng cơ quan trùng điệp. Ta cũng không biết được hết toàn bộ, chúng ta phải cẩn thận một chút. Liễu Vân Mạn cũng không lo lắng về điều này, quan trọng nhất là đừng để người ma giáo chạy thoát. Cơ quan chỉ là thứ tiếp theo, cứ giao cho ta xử lý là được. Tuyết Khỉ La kinh ngạc nhìn Liễu Vân Mạn, cũng không có dị nghị gì. Đương nhiên tốc độ tiến lên quả nhiên tăng nhanh không ít. Vị cửu biểu ca kia của ngươi rốt cuộc là ai? Liễu Vân Mạn vừa đi vừa tìm hiểu tin tức từ Tuyết Khỉ La, ba lão giả kia là ai? Tuyết Khỉ La lập tức đáp lại, hắn ta tên Ứng Tử Thanh, là con trai của cô ta và Thanh Xuyên Long Quân, thân kiêm hai huyết mạch quỷ tộc và lân tộc, từ nhỏ đã có thiên phú bất phàm. Nhưng hắn ta lại cứ thích đùa với lửa, cho nên cảnh giới vẫn luôn trì trệ không tiến. Cách đây không lâu, ta bỗng nghe nói hắn ta bái nhập Quỷ Hỏa Tông, ba lão giả kia tự xưng là Quỷ Hỏa Tông Tam Lão. Liễu Vân Mạn hỏi, ba lão giả kia cũng là quỷ tộc. Đúng, thuộc về Diễm quỷ tộc. Tuyết Khỉ La thuận tiện nói ra phỏng đoán của mình, bọn họ hẳn muốn lấy thứ gì đó dưới đáy giếng, nhưng bọn họ là Diễm quỷ tộc, không thể phát huy được 1/10 thực lực. Cho nên đành chọn Ứng Tử Thanh. Liễu Vân Mạn lại hỏi, vậy ngươi có biết bọn họ muốn lấy thứ gì dưới đáy giếng không? Nghe xong, gương mặt Tuyết Khỉ La hiện lên sự do dự. Nàng im lặng vài giây, sau đó nói, ta nghe nói vạn năm trước,
Dã quỷ lão tổ bị mấy vị tiên quân của phiếu miểu tiên môn đánh bại, đã giấu một vật dưới đáy giếng ma thú. Là thứ gì? Liễu Vân Mạn lập tức hiểu ra. Vật như thế rất có thể là mấu chốt giúp vạn hỏa giáo cho tàn lại cháy. Tuyết Khỉ La lắc đầu, ta thật sự không biết rõ. Có người nói là pháp bảo, có người nói là đan dược trường sinh bất tử, cũng có người nói chính là bí kiếp thái cổ dã hỏa lão tổ mang từ liên minh tu tiên đến. Tóm lại, nó là thứ rất quan trọng đối với vạn hỏa giáo. Nếu là như vậy, lại càng không thể để bọn họ chạy thoát. Liễu Vân Mạn hạ quyết tâm. Tuyết Khỉ La lo lắng hỏi, nhưng, vị liễu tiên tử kia rất có thể đã rơi vào tay của bọn họ, chẳng lẽ không có chuyện gì sao? Yên tâm đi, nàng ấy không có khả năng có chuyện gì đâu. Ban đầu, Liễu Vân Mạn đích thật rất lo lắng cho Liễu Mộng, nhưng rất nhanh nàng đã bình thường trở lại. Trong số bọn họ, Liễu Mộng bất luận tu vi hay sức chiến đấu, vẫn luôn chiếm vị trí đầu. Chỉ dựa vào ba lão giả kia, còn chưa đủ tổn thương nàng. Tuyết Khỉ La không biết Liễu Vân Mạn lấy lòng tin đó ở đâu ra, không khỏi nhắc nhở, nước trong giếng thú ma rất quỷ dị, không thể xem nó như bình thường được. Thế thì nàng ấy lại càng chơi vui vẻ hơn, ngươi không cần lo lắng cho nàng ấy đâu, chúng ta nên nghĩ cách làm sao để bắt đám người kia. Liễu Vân Mạn tất nhiên hiểu rất rõ tính tình như con nít của vị cô kia, càng là chuyện quái dị, Liễu Mộng lại càng cao hứng. Được, Tuyết Khỉ La lúng túng gật đầu. Rất nhanh hai người đã đi qua rất nhiều cơ quan, đến vị trí trung tâm thiên quỷ đàn. Ở đó có bức tượng đá cao trăm trượng, khắc một vị quỷ vương uy phong lẫm liệt, bá khí hoành sinh, tay cầm một thanh xiên thép, ánh mắt bế nghễ nhìn toàn bộ vạn quỷ quật. Đích thật rất có khí phách, cho dù chỉ là một bức tượng đá, Liễu Vân Mạn vẫn cảm nhận được một sự uy áp lăng lệ, có thể nghĩ quỷ vương năm đó ngang tàng đến cỡ nào. Tuyết Khỉ La đưa tay chỉ, lối đi bí mật nằm ở ngón thứ ba bàn chân trái. Lúc này, móng chân thứ ba bàn chân trái đột nhiên nhấc lên. Vị cửu công tử và hai lão giả chậm rãi bò lên. Vừa lúc chúng ta lại gặp nhau, Liễu Vân Mạn lạnh giọng nói. Cửu công tử nhìn thấy Tuyết Khỉ La và Liễu Vân Mạn, không khỏi giật mình, tại sao các ngươi lại ở đây? Không cần hỏi, nhất định là Tuyết Tam công chúa dẫn đến. Ánh mắt lão giả không dâu trở nên âm trầm. Cửu công tử ngoài ý muốn nhìn Tuyết Khỉ La, Khỉ La chân, là người bán đứng chúng ta. Tuyết Khỉ La lạnh lùng đáp, ở đây chẳng có cái gì bán hay là không bán. Người cấu kết với ma giáo, người cũng biết mình sẽ có kết cục như thế nào. Lão giả lông mày bị đứt quyết định thật nhanh, công tử, người đừng do dự nữa. Hai nữ nhân này tuyệt không thể lưu, nếu không, nó sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Còn một người nữa đâu? Liễu Vân Mạn nhìn ba người, phát hiện thiếu mất lão giả râu đỏ, không khỏi hỏi. Hồng trưởng lão đang đi đằng sau. Cửu công tử thản nhiên nói, chỉ cần ông ấy giết được đồng bạn của ngươi, rất nhanh sẽ đến đây. Vừa dứt lời, chỉ thấy lão giả râu đỏ từ chỗ móng chân bay ra. Xem ra đồng bạn của ngươi đã chết rồi. Cửu công tử nhếch miệng, cười lạnh. Bành! Đầu lão giả râu đỏ chạm đất. Phát ra âm thanh trầm đục. Tuy nhiên, cơ thể của ông ta đã không còn trọn vẹn, hiển nhiên đã chết đến mức không thể chết thêm. Hồng trưởng lão, ngươi làm sao? Nụ cười trên mặt cửu công tử còn chưa tan hết, ánh mắt đã tràn ngập kinh ngạc. Lão tam, tam đệ, hai lão giả còn lại cũng giật mình, cuống quýt nhào đến. Đáng tiếc, hành động đó chẳng phát huy được tác dụng. Người này không chỉ đã lạnh ngắt, ngay cả hồn phách cũng đã sớm tan thành mây khói. Lão đầu nhi này thật đáng ghét, chết cũng vẫn muốn cản đường. Ngay sau đó, Liễu Mộng từ thông đạo nhảy lên, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Liễu Vân Mạn vui mừng hỏi, cô, người không sao chứ? Ta còn có thể có chuyện gì, nhưng lão đầu nhi đó chơi không đẹp, trước khi chết cũng muốn lừa ta một vố. Liễu Mộng bất mãn trừng mắt nhìn lão giả râu đỏ, cũng may có bốn tiểu quỷ hỗ trợ, nếu không, lần này thật không dễ dàng thoát thân. Bốn tiểu quỷ, Tuyết Khỉ La không khỏi ngẩn người. Liễu Mộng gật đầu, mỉm cười mở hai tay, bốn tiểu quỷ từ lòng bàn tay nhảy xuống, con nào cũng gào khóc chạy về phía Tuyết Khỉ La. Công chúa điện hạ, tam công chúa, hu, chúng ta thiếu chút nữa chết mất rồi. Chúng ta còn sống không? Tuyết Khỉ La ôm bốn tiểu quỷ vào lòng bàn tay. Hơi cảm thấy buồn cười, đương nhiên các ngươi còn sống rồi.
các ngươi còn không phải đang nhảy nhót tưng bừng sao? Này, bốn tiểu quỷ thuộc về ta, ngươi không thể lấy lại được. Liễu Mộng nhìn thấy bốn tiểu quỷ quá thân thiết với Tuyết Khỉ La, không khỏi lớn tiếng công khai chủ quyền. Ha ha, đa tạ Liễu Đại Tiên Tử đã cứu bốn người bọn họ. Tuyết Khỉ La không ngại thái độ của Liễu Mộng, ngược lại còn cười nói, nếu ngươi muốn mang bọn chúng đi, ngươi nên hỏi ý kiến của bọn chúng. Tiểu quỷ số một lập tức nói, ta không đi, đó là nữ ma đầu, thật đáng sợ. Tiểu quỷ số hai kiên quyết lắc đầu, đáng chết ta cũng không thể rời khỏi vạn quỷ quật. Tiểu quỷ số ba lo lắng nói, tam công chúa, ngươi và đại vương không thể vứt bỏ chúng ta ở đây được. Tiểu quỷ số bốn nghi ngờ, nếu không đi, nàng có giết chúng ta hay không? Nghe xong, bốn tiểu quỷ đều ngẩn người, nghĩ đến thực lực Liễu Mộng khủng bố đến như vậy. Cả bốn đều cảm thấy khổ sở, như muốn khóc lên. Hừ, không phải do bọn chúng đồng ý hay không, ta muốn mang đi thì nhất định phải mang đi. Liễu Mộng không phải là người có thể dễ dàng thỏa hiệp. Nàng cùng một tính với Hạ Thiên, chuyện gì đã quyết thì có chín con trâu cũng không kéo lại được. Tuyết Khỉ La bất đắc dĩ, đành phải đưa ánh mắt cầu xin về phía Liễu Vân Mạn. Cô, trước đừng nói cái này nữa, đối phó địch nhân quan trọng hơn. Liễu Vân Mạn cũng không thuyết phục Liễu Mộng, chỉ nhắc nhở nàng, nếu sự việc không còn cách nào, khi trở lại thần tiên đảo, chúng ta không thể bàn giao với Nguyệt Tỷ Tỷ. Đến lúc đó, ngươi có mang cái gì về cũng không thể dùng. Cũng đúng, vậy chúng ta xử lý cái đám ngu ngốc này trước rồi nói sau. Đối với Nguyệt Thanh Nhã và Cơ Thanh Ảnh, Liễu Mộng vẫn chịu phục và kính trọng, chủ yếu là vì nàng đánh không lại hai người bọn họ. Thậm chí còn không có hy vọng rút ngắn chênh lệch khoảng cách. Dần ra, khi đối mặt với hai người, nàng tự động trở nên ngoan ngoãn. Ngươi dám giết tam đệ của ta, hôm nay, các ngươi một người cũng không thoát. Lão giả lông mày bị đứt nhìn thấy hồng trưởng lão thân tử hồn tiêu, hận ý và lửa giận trong lòng lập tức dấy lên hừng hực. Lão giả không dâu buồn hận chồng chất, nghiến răng nói, ban đầu, ba người chúng ta chỉ muốn lấy vật thuộc về giáo của chúng ta, sau đó lặng yên rời đi, không có ý định hại bất kỳ ai. Nhưng các ngươi lại khinh người quá đáng, các ngươi cũng đừng trách chúng ta vô tình. Các ngươi bớt làm dáng lại đi. Trong khoảng thời gian vừa qua, vạn hỏa giáo các ngươi âm thầm cướp bóc, gây ra vô số việc ác, các ngươi cho rằng không ai biết đúng không? Liễu Vân Mạn nghe xong, lập tức khiển trách, nếu quả thật để các ngươi đạt được, các ngươi còn không giết người diệt khẩu sao? Ta không tin, chỉ sợ đến lúc đó vạn quỷ quật sẽ biến thành vạn quỷ khóc đấy. Liễu Vân Mạn đã nói trúng tâm tư của hai người. Vốn bọn họ dự định sau khi lấy được đồ ở giếng thú ma, bọn họ sẽ giết cả nhà độc giác quỷ vương, thuận tiện đốt luôn vạn quỷ quật, tránh cho tin tức bị bại lộ. Tuy nhiên, khi bị vạch trần, bọn họ đương nhiên sẽ không thừa nhận. Tam biểu muội, ngươi không cho rằng ta sẽ hại ngươi và cứu cứu chứ? Gương mặt Cửu công tử tràn ngập vẻ chân thành. Hắn ta nói với Tuyết Khỉ La, mẹ của ta là muội muội duy nhất của phụ thân ngươi. Chúng ta thân như người một nhà, làm sao ta có thể hại các ngươi được? Tuyết Khỉ La không phải đứa bé lên ba, tất nhiên nàng không tin mấy lời nói của Cửu công tử, bây giờ, chỉ cần ngươi phân rõ giới hạn, ta sẽ vẫn xem như là biểu ca. Những gì mà ngươi làm trong thời gian qua, ta sẽ xem như chưa từng phát sinh. Tuy nhiên, nếu các ngươi vẫn chấp mê bất ngộ như vậy, ngươi cũng đừng trách ta quân pháp bất vị thân. Biểu muội, ngươi bị hai nữ nhân này mê hoặc rồi. Cửu công tử đau lòng nói, ba vị trưởng lão chỉ muốn tìm đồ vật thuộc về họ mà thôi, thật không có ý gì khác. Tại sao các ngươi lại dồn ép không buông tha chứ? Vạn hỏa giáo là loại người ra sao, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng? Tuyết Khỉ La cười lạnh không thôi, trực tiếp vạch trần, cửu biểu ca, trên con đường này, hẳn các ngươi đã giết không ít người. Ngày đó, các ngươi vừa mới tiến vào vạn quỷ quật, ta đã ngửi được mùi sát khí nồng đậm. Ngươi còn làm bộ không biết gì ở đây. Cha ta hồ đồ chứ ta không hồ đồ. Công tử, ngươi đừng nói nhảm nữa, chúng ta không thể lui được nữa rồi. Lão giả lông mày đứt đoạn quyết định thật nhanh, không muốn lãng phí thời gian, vốn chúng ta còn định hợp nhất vạn quỷ quật. Bây giờ xem ra, chúng ta nên giết sạch. Hung quang hiện lên trong mắt Cửu công tử. Hắn ta cũng lười che giấu, lạnh lùng nói, biểu muội, là các ngươi bức ta. Vạn nguyên chuyện hỏa chúng. Ra đi. Vừa dứt lời, mấy chục người áo đen từ bên trong tượng quỷ thạch chui ra,
bao quanh ba người Liễu Mộng và bốn tiểu quỷ. Người bố trí nhân thủ từ khi nào? Tuyết Khỉ La kinh hãi trong lòng. Nàng không hề phát hiện bên trong vạn quỷ quật ẩn giấu nhiều nhân thủ đến như vậy. Không phải bố trí nhân thủ mà là chọn lựa từ trong vạn quỷ quật của các ngươi. Cửu công tử không khỏi đắc ý, thánh giáo chúng ta chiếu sáng vạn chúng. Bọn họ đều tự nguyện nhập giáo, quyết định đi theo chúng ta phục vụ thánh hỏa, trọng trấn giáo phái. Đúng là một đám ăn cây táo rào cây sung. Tuyết Khỉ La giận không kềm được, ta và phụ vương đối xử cũng không tệ với các ngươi, tại sao các ngươi lại đi theo dư nghiệt của ma giáo? Tuyết tiểu thư, đừng nên tức giận. Liễu Vân Mạn nhẹ giọng khuyên giải, bây giờ chúng ta biết được bọn chúng là ai cũng tốt, tránh cho ngày sau bọn chúng đâm ta một đao. Liễu Mộng không kiên nhẫn, bĩu môi nói nhiều như vậy làm gì, trực tiếp xử lý bọn chúng chẳng phải xong sao. Bây trận, vạn hỏa Liễu Nguyên, thiêu chết bọn chúng cho bổn công tử. Cửu công tử quát lớn với đám người áo đen. Đám người áo đen lập tức phân tán ra những vị trí đặc biệt. Ngay cả hai lão giả cũng chọn một chỗ đứng kỳ quái, bao quanh cửu công tử chính giữa. Các ngươi muốn chơi trò gì đây? Liễu Mộng hào hứng hẳn lên, ánh mắt sáng ngời. Liễu Vân Mạn cảm thấy không thích hợp, nói với Tuyết Khỉ La, ngươi cẩn thận. Nếu lát nữa không chịu nổi thì có thể tránh sau lưng ta. Đa tạ, Tuyết Khỉ La tuyệt không dám khinh thường. Nàng biết mình có cân lượng như thế nào. Nếu đã không giúp gì được, ít nhất cũng đừng nên làm rộn. Tránh hại người hại mình. Đốt thánh phong, bốc cháy. Cửu công tử đứng bên trong trận pháp, đưa tay vỗ bên hông, chỉ thấy một thanh trường kiếm màu đỏ bỗng dưng từ trong túi trữ vật của hắn ta bay ra, rơi vào lòng bàn tay, thỉnh thoảng phát ra tiếng ong ong, khiến màng nhĩ người ta đau nhức. Những người áo đen nghe được hiệu lệnh, đồng thời bốc thủ ấn, miệng lẩm bẩm, nhấc kiếm trong tay, không ngừng tạo ra những vết tích kỳ quái trên mặt đất. Vết tích xen lẫn, cuối cùng hợp đến dưới chân hai lão giả. Hai lão giả quát một tiếng, toàn thân giấy lên ngọn diễm khí sáng rực, giống như hỏa nhân, đồng loạt đánh về phía cơ thể cửu công tử. Chết đi! Cửu công tử gầm lên một tiếng, hai mi giấy lên ngọn lửa hừng hực, ánh mắt cũng hiện lên hình ngọn lửa, thân hình trong nháy mắt cao lên thêm mấy trượng, ống tay áo cháy rụi, râu tóc dựng lên, cả người giống như một sát thần hỏa diễm. Quỷ hỏa sứ hàng thân! Các ngươi còn không mau nhận lấy cái chết, âm thanh cửu công tử như lôi đình, chấn động toàn bộ vạn quỷ quật như muốn run lên. Liễu Mộng hơi thất vọng, không vui nói, ta còn tưởng rằng các ngươi có cao chiêu gì chứ. Kết quả chỉ là để một con quỷ phụ thân, cho nên, ngươi có cái gì cũng chẳng đủ để ta chơi. Hừ, ngươi còn dám xuất khẩu cuồng ngôn, hôm nay bổn sứ sẽ đánh ngươi thành cho tàn, thần hồn câu diệt. Cửu công tử giận dữ, vung trường kiếm trong tay. Mang theo liệt hỏa hừng hực, đánh một kích lôi đình về phía Liễu Mộng. Một kiếm này, nhìn thì cồng kềnh, thật ra lại cực nhanh, còn mang theo uy áp nồng đậm, khiến người ta không rét mà run. Ví dụ, bốn tiểu quỷ chỉ nhìn thoáng qua, toàn thân đã phát run, một hành động nhỏ cũng không dám. Nhưng Liễu Mộng cũng sẽ không bị chiêu thức hào nhoáng bên ngoài này dọa sợ, nắm chặt nắm đấm nghênh đón. Hai, Liễu đại tiên tử cẩn thận, kiếm kia cũng không phải phàm vật. Người tuyệt đối đừng liều mạng. Tuyết Khỉ La nhìn thấy Liễu Mộng như thế, không khỏi giật mình, vội vàng nhắc nhở. Liễu Vân Mạn mỉm cười nói với Tuyết Khỉ La, người không cần lo lắng. Xưa nay nàng ta đánh nhau không bao giờ thua thiệt. Nếu quả thật đánh không lại, nàng ấy sẽ không đánh đâu, mà sẽ gọi người lợi hại hơn đến giúp. Người lợi hại hơn chính là Hạ Thiên. Trước kia, khi còn ở trái đất, Liễu Mộng chính là như vậy. Chơi vui thì tự mình chơi. Nếu chơi không lại hoặc chơi chán, nàng sẽ gọi Hạ Thiên đến để giải quyết hậu quả. Oanh! Quyền kiếm cách không va chạm nhau. Kinh khí song phương đụng nhau, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Khí lãng vô hình khuấy động diễm lưu, trong nháy mắt bạo tán bốn phía, bắn tung tóe khắp nơi. Tuyết Khỉ La sợ diễm lưu đốt cháy vạn quỷ quật, cho nên nàng đã âm thầm ra lệnh cho bốn tiểu quỷ độn thổ đi thông báo cho quỷ vương đến hỗ trợ. Có chút thú vị rồi đấy. Nhưng vẫn còn chưa đủ. Một quyền Liễu Mộng đánh ra đã thăm dò được thực lực của đối phương. Nàng nói, ngươi nên dứt khoát một chút, sử dụng chiêu thức lợi hại nhất của mình ra. Nếu không, một giây sau ngươi sẽ phải chết. Cuồng vọng nhỉ, cửu công tử hiển nhiên bị chọc tức không nhẹ, cưỡng ép vận chân khí,
một lần nữa huy động trường kiếm trong tay chém xuống Liễu Mộng, chết đi cho bổn sứ. Liễu Mộng nhìn thoáng qua ngọn lửa càng thêm mạnh mẽ và uy áp hơn so với trước đó, hơi thất vọng lắc đầu, ta bảo ngươi chơi trò mới chứ không bảo ngươi gia tăng khí lực. Dựa vào khí lực, cho dù ngươi có gia tăng gấp 10, gấp trăm lần, thậm chí 1000 lần cũng không có tác dụng gì đâu. Được rồi, dù sao ngươi cũng chỉ triệu hoán được một hư tượng, không phát huy được 1/1000 thực lực cũng là chuyện bình thường. Trong cơn giận dữ, cửu công tử đã phát huy toàn bộ linh khí còn sót lại bên trong cơ thể, sắp chết đến nơi còn dám bất kính với bổn sứ. Ta sẽ để cho ngươi thân tử hồn tiêu, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Đại kiếm đến đâu, diễm lưu như chạy, gần như toàn bộ vạn quỷ quật bị bao phủ bên trong ngọn lửa, lúc nào cũng có thể bị đốt thành trạng thái tuyệt địa. Cút sang một bên, ngươi đã không còn dễ chơi nữa rồi. Liễu Mộng là băng hỏa linh thể. Bất luận hỏa linh khí hay là thủy linh khí, đối với nàng mà nói đều không có lực sát thương, ngược lại còn cổ vũ khí thế cho nàng. Nàng vốn còn muốn chơi thêm một lát, đáng tiếc, người trước mắt thật sự không có chiêu thức gì để ánh mắt của nàng sáng lên. Thế nàng còn giữ lại làm gì? Liễu Mộng hời hợt phá vỡ linh áp trùng điệp, dễ dàng nắm trường kiếm trong tay, diễm lưu dọa người trong nháy mắt không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không thể nào, cửu công tử há miệng. Ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin, một kiếm này của bổn công tử có được 1/10 uy lực của quỷ hỏa sứ, làm sao ngươi có thể ngăn cản được? Liễu Mộng thản nhiên đáp, theo lời của phu quân ta, chuyện không thể cứ phát sinh mỗi ngày. Ngươi cảm thấy không có khả năng chỉ là do ngươi quá yếu, kiến thức quá ít mà thôi. Hai lão giả nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng phản ứng cực nhanh, lập tức vọt đến sau lưng Liễu Mộng muốn đánh lén. Đáng tiếc. Bọn họ quên mất Liễu Vân Mạn đang còn đứng bên cạnh nhìn, làm sao có thể để bọn họ đắc thủ. Muốn đánh lén, các ngươi chọn nhầm người rồi. Liễu Vân Mạn vọt đến, một bàn tay chặt vào một người, trực tiếp đánh ngất xỉu bọn họ. Một bên khác, Liễu Mộng đánh một quyền trúng tim cửu công tử, đánh bay hắn ta mấy trăm mét, đụng ngã hàng trăm hàng ngàn đại thụ che trời mới chịu ngừng lại. Cửu công tử bị đánh trọng thương, ngất đi, khôi phục lại hình dáng của người bình thường. Về phần những người áo đen, tất cả đều lo bỏ trốn, vừa lúc đụng phải độc giác quỷ vương dẫn theo người đến tương trợ, một mẻ bắt gọn. Chẳng thú vị gì cả. Liễu Mộng vừa mới cảm thấy thích thú, đối thủ đã không còn, đúng là quá nhàm chán, nếu không, chúng ta thả bọn họ đi, để bọn họ tìm đối thủ lợi hại hơn đến đây. Liễu Vân Mạn có chút buồn cười, cô, người đừng hổ nháo nữa. Chúng ta còn phải quay về phục mệnh. Hai, bị hố rồi. Vạn quỷ quật tuyệt đối chơi không vui, một người có thể đánh cũng không có. Liễu Mộng hơi hối hận, sớm biết như thế, nàng sẽ không đổi với người khác. Nói không chừng, nàng có thể so tài được với một số kiếm khách lợi hại. Liễu Vân Mạn lại cảm thấy sự việc quá thuận lợi cũng không có gì tốt. Hơn nữa, Cơ Nữ Hoàng và Nguyệt Thanh Nhã bày kế tổ chức nghịch tiên hội sắp đến, đó mới là đại sự lớn nhất. Bọn họ nhất định phải xử lý tốt một số việc vặt trước khi đại sự diễn ra. Rất nhanh, cửu công tử và dư nghiệt của vạn hỏa giáo đã bị trói chặt. Liễu Vân Mạn dùng lệnh phù gọi đến một số tuần vệ hoàng triều, chuẩn bị áp giải những người này về Lam Kinh. Lúc này, Liễu Mộng lại đòi độc giác quỷ vương bốn tiểu quỷ, này, quỷ vương, ngươi có ta cho mang người đi không? Nếu không, ta bẻ gãy nốt cái sừng còn lại của ngươi. Độc giác quỷ vương hơi sợ hãi, nhưng ngoài miệng vẫn nói, Mộng Mộng tiên nữ điện hạ, tại hạ trời sinh chỉ có một cái sừng, chứ không phải còn lại một cái sừng. Ta chẳng quan tâm ngươi là trời sinh hay là còn lại. Tóm lại, ta chắc chắn phải có được bốn tên tiểu quỷ. Liễu Mộng trừng mắt, nổi giận đùng đùng, ngươi đừng hòng giấu bọn chúng đi. Tuyết Khỉ La ở một bên khuyên can, bốn tiểu quỷ canh cổng đã ký minh ước buộc hồn, thật không thể rời khỏi vạn quỷ quật. Nếu rời đi, chúng sẽ không sống được, người có mang đến Lam Kinh cũng vô dụng thôi. Không thể nào, Liễu Mộng không tin, chống nạnh nói, cùng lắm thì ta phá minh ước quỷ quái gì đó không được sao. Không phá được đâu, Tuyết Khỉ La bất đắc dĩ nói, nó đã được ký kết với U Minh Giới, còn có thổ địa một phương. Tất cả quỷ tộc vạn quỷ quật đều như thế, ngay cả ta và Phụ Vương cũng không thể tùy tiện rời đi. Vậy ta mang theo chút đất ở đây trở về nuôi bọn chúng là được. Liễu Vân Mạn khuyên, cô, người đừng ép buộc. Dù sao ngươi cũng chỉ là nhất thời ham chơi mà thôi.
Nếu mang về, cùng lắm 3 ngày ngươi sẽ chơi chán. Đến lúc đó không phải ngươi sẽ vứt sang một bên hay sao? Liễu Mộng lắc đầu, đảm bảo, không thể nào. Ta nhất định sẽ nuôi bọn chúng thật tốt, coi bọn chúng như sủng vật, nuôi đến khi bọn chúng chết thì thôi. Nếu ngươi nhất định phải dẫn bọn chúng đi, cũng không phải là không thể. Độc Giác Quỷ Vương thở dài, bên trong vạn quỷ quật, chỉ có nước giếng thú ma mới có thể nuôi dưỡng lâu dài quỷ khí âm hàn của quỷ canh cổng. Nếu ngươi có cách mang vành đai nước ở đó đi, ngươi có thể mang tiểu quỷ canh cổng đi. Tuyết Khỉ La giật mình, vô thức nói, nước ở đó là huyền âm cố căn thủy, hoàn toàn không có khả năng mang đi. Đây chính là điều kiện của ngươi. Liễu Mộng không quan tâm những chuyện đó, chỉ nói với quỷ vương, chỉ cần ta có thể mang vành đai nước đi, ngươi sẽ đưa 4 tên tiểu quỷ cho ta. Không sai, Độc Giác Quỷ Vương nhẹ gật đầu. Nước trong giếng thú ma không phải nước phàm, mà là cố căn thủy do huyền âm hàn khí vạn năm tẩm bổ ra, tên như ý nghĩa, chính là dễ đã bị cố định, không ai có thể mang đi. Mặc kệ ngươi dùng thứ gì để chứa, sau khi nó rời khỏi vạn quỷ quật, nó sẽ biến mất trong nháy mắt. Liễu Mộng mang theo mọi người bay đến bên cạnh giếng thú ma. Nàng quay sang nói với Độc Giác Quỷ Vương, ngươi đừng có hối hận đấy. Ta là quỷ vương, ta sẽ không hối hận. Độc Giác Quỷ Vương chém đinh chặt sắt, cho dù ngươi có thể mang vành đai nước ở đây đi, ta cũng không hối hận, hơn nữa còn tuân theo lời hứa, tặng 4 tiểu quỷ canh cổng cho ngươi. Vậy thì được, Liễu Mộng cũng không nói nhảm, lấy một quyển sách nhỏ từ trong ngực ra, quát khẽ vào trong giếng thú ma, các ngươi còn chờ gì nữa, còn không chui vào trong sách đi. Nước trong giếng thú ma nghe được tiếng Liễu Mộng, lập tức sôi trào lên, không bao lâu sau liền hóa thành một vòi rồng, nhảy lên một cái, sau đó nhào về phía Liễu Mộng. Cẩn thận, Tuyết Khỉ La sợ nước giếng công kích Liễu Mộng, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Nhưng sự việc lại nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Giếng nước không công kích Liễu Mộng, ngược lại còn dựa theo lời của Liễu Mộng tiến vào bên trong quyển sách nhỏ. Quyển sách nhỏ nhìn chỉ lớn bằng lòng bàn tay, kết quả lại hút sạch nước giếng thú ma sâu vạn trượng. Cái này, mắt Độc Giác Quỷ Vương như muốn rớt ra, hoàn toàn không thể tin vào hiện thực mà ông ta nhìn thấy. Liễu Vân Mạn khó hiểu, nói với Liễu Mộng, cô, quyển sách nhỏ trong tay ngươi từ đâu mà có? Ta lấy được từ đáy giếng đấy, ngươi không phải muốn đoạt chứ? Liễu Mộng khẩn trương cất quyển sách, trước đó, cái lão dâu đỏ dụ ta xuống đáy giếng, sau đó ta phát hiện được quyển sách này. Giếng nước hình như rất sợ ta lấy đi quyển sách, thiếu chút nữa giày vò ta đến chết. Nhưng cuối cùng vẫn bị ta lấy được. Quyển sách nhỏ này không phải là thứ mà đám người cửu biểu ca muốn lấy chứ? Tuyết Khỉ La ngạc nhiên hỏi. Ta chẳng quan tâm, dù sao nó cũng đã là của ta. Liễu Mộng ôm sát nó vào người, không cho người khác nhìn thấy, ta không cho phép các ngươi có ý đồ với nó. Liễu Vân Mạn hoàn toàn bó tay với vị cô có tính tình con nít này, chẳng ai đoạt của ngươi đâu. Quỷ vương, mau đưa tiểu quỷ cho ta. Liễu Mộng yên tâm hơn một chút, đưa tay ra với Độc Giác Quỷ Vương, thành thật nói ta muốn dẫn bọn chúng đến Lam Kinh. Độc Giác Quỷ Vương cũng không còn cách nào, ai bảo ông ta khoác lác quá làm chi, đành phải dậm chân một cái, gọi 4 tiểu quỷ canh cổng lên. Sau khi 4 tiểu quỷ canh cổng hiện thân, hai mắt đẫm lệ mơ mơ màng màng ôm lấy đùi Độc Giác Quỷ Vương, khóc om sòm. Tiểu quỷ số 1 khóc nhiều nhất, đại vương, ta không muốn rời khỏi ngài. Tiểu quỷ số 2 khóc rất có tiết tấu, hu hu, ô ô, hoa hoa, ngài đừng không cần chúng ta mà. Tiểu quỷ số 3 quỷ bên cạnh, vừa khóc vừa dụi mắt, nếu ngài đuổi chúng ta đi, chúng ta sẽ không sống được. Tiểu quỷ số 4 hơi nghi hoặc, Lam Kinh là nơi nào, nghe nói người ở đó rất thích ăn tiểu quỷ. Nghe xong, 4 tiểu quỷ bỗng nhiên cảm thấy tiền đồ tối tăm. Sau khi nhìn thấy, cả 4 ôm nhau khóc giống. Đừng khóc nữa. Mộng Mộng đại tiên nữ điện hạ đã lấy nước trong giếng thú ma đi, sinh tồn của các ngươi sẽ không thành vấn đề. Độc Giác Quỷ Vương cảm thán nói, huống chi, Lam Kinh là kinh thành hoàng triều, nơi đó địa linh nhân kiệt, tiên cơ dạt dào. Các ngươi đến đó có lẽ sẽ có thành tựu, không giống như ở lại nơi này, chỉ có thể cả đời làm tiểu quỷ. Tuyết Khỉ La cũng nói, đi theo Liễu đại tiên tử thật ra chính là vận mệnh của các ngươi. 4 tiểu quỷ thấy không còn cơ hội. Đành phải đồng ý, đồng loạt nhào về phía Liễu Mộng. Liễu Mộng đặt 4 tiểu quỷ vào lòng bàn tay, cười ha hả, các ngươi là của ta,
về sau ta chính là chủ nhân của các ngươi. Nhớ kỹ, phải gọi là chủ nhân, không đúng, là Mộng Mộng đại tiên nữ chủ nhân. Xưng hô dài quá, tiểu quỷ số một nói. Quả thật hơi dài, có thể gọi thẳng là chủ nhân không? Tiểu quỷ số hai có kè mặc cả, hoặc chỉ gọi là Mộng chủ nhân. Tiểu quỷ số ba hơi gấp lên, xưng hô không quan trọng. Không gọi, ngươi sẽ đánh chúng ta sao? Tiểu quỷ số bốn lo lắng không thôi. Liễu Mộng chừng bọn chúng, ta là chủ nhân, ta quyết định. Bốn tiểu quỷ nhìn nhau, cũng không còn cách nào, đành thở dài. Đúng rồi, bốn người bọn chúng là được hai cái. Liễu Mộng bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Tuyết Khỉ La ngẩn ra, hỏi ngược lại, vì sao ngươi lại hỏi cái này? Nam nữ thì phải biết rõ ràng chứ. Liễu Mộng nghiêm túc nói, chỗ ta ở đều là nữ nhân. Nếu chẳng may bọn chúng đều là sắc quỷ, tuy nhỏ một chút nhưng nếu là nam, ta cần thiến bọn chúng trước. Bốn tiểu quỷ lập tức run lẩy bẩy. Ha ha, Liễu đại tiên tử thật biết kể chuyện cười. Tuyết Khỉ La cười khẽ, giải thích tiểu quỷ canh cổng thật ra là tinh linh thiên sinh địa dưỡng, không phân biệt giới tính, cũng giống như hoa cỏ cây cối vậy. Không phân chia nam nữ, vậy bọn chúng làm sao mà đi tiểu? Liễu Mộng tò mò hỏi. Tuyết Khỉ La hơi đỏ mặt, không nghĩ đến Liễu Mộng lại hỏi thẳng vấn đề nhạy cảm như thế, đành phải nhỏ giọng nói, bọn chúng chỉ sử dụng khí âm hàn mà sống, không có nhu cầu kia. Liễu Mộng lại hỏi, vậy bọn chúng sẽ không sinh em bé? Không sinh, Tuyết Khỉ La đáp, khi bọn chúng chết, thi thể sẽ vùi trong đất, dùng linh khí tẩm bổ. 20 năm sau, sẽ có tiểu quỷ mới sinh ra. Liễu Mộng suy nghĩ một chút. Sau đó nói với bốn tiểu quỷ, ta quyết định rồi, sau này các ngươi sẽ là nữ hài tử. Sau khi có được bốn tiểu quỷ canh cổng, lại định danh cho bọn chúng là nữ, Liễu Mộng vô cùng hài lòng. Nàng cho rằng, chuyến đi đến vạn quỷ quật lần này cuối cùng cũng có được chút xíu niềm vui, không đến mức chẳng thu hoạch được gì. Liễu Vân Mạn lại càng để ý đến quyển sách mà Liễu Mộng đã lấy được từ giếng thú ma. Nàng hỏi mượn quyển sách, cẩn thận nghiên cứu. Tuyết Khỉ La muốn đến Lam Kinh tham quan một chuyến, đồng thời trấn an tâm trạng của bốn tiểu quỷ, vì thế nàng đã cùng Liễu Mộng và Liễu Vân Mạn lên đường. Vân Mạn, ngươi nhìn cả nửa ngày rồi, có nhìn ra được cái gì không? Trên xe ngựa trở về, Liễu Mộng vừa trêu đùa bốn tiểu quỷ vừa hỏi Liễu Vân Mạn. Liễu Vân Mạn cau mày, nghi hoặc nói, văn tự bên trên quyển sách nhìn không quen, không giống với các loại văn tự hiện hành ở Tiên Vân Đại Lục. Hơn nữa cũng không tìm ra được quy luật gì. Có khi nào là văn tự của Liên Minh Tu Tiên hay không? Tuyết Khỉ La suy nghĩ một chút, sau đó phỏng đoán, dù sao cũng là do Dã Hỏa lão tổ từ Liên Minh Tu Tiên mang đến. Cũng có khả năng, Liễu Vân Mạn nhẹ gật đầu, nhưng nàng vẫn nghi ngờ, chẳng lẽ Vạn Hỏa giáo có người đọc hiểu loại văn tự này sao? Bằng không, cho dù bọn họ lấy được quyển sách này cũng có lợi ích gì đâu. Tuyết Khỉ La tiếp tục phỏng đoán, cho dù bọn họ xem không hiểu, nhưng cũng cần dùng đến. Trước đó, Liễu Đại Tiên Tử đã dùng quyển sổ này để thu nước trong giếng thú ma đấy. Điều này cũng đúng, Liễu Vân Mạn công nhận suy đoán của Tuyết Khỉ La. Nàng quay sang nhìn Liễu Mộng, cô, lúc đó, làm sao ngươi thúc đẩy được quyển sách nhỏ này? Liễu Mộng mỉm cười, dùng ngón tay điểm vào cái bụng nhô lên của tiểu quỷ, chơi đến quên cả trời đất. Hoàn toàn không nghe Liễu Vân Mạn đang nói cái gì. Đừng nghịch nữa, chúng ta đang bàn bạc công việc đấy. Liễu Vân Mạn đưa tay đẩy Liễu Mộng một cái, tốt xấu gì thì ngươi cũng nên lắng nghe một chút. Có cái gì để bàn bạc chứ? Liễu Mộng định thần lại, bất mãn nói, chờ đến thần tiên đảo, giao nó cho Mộc Hàm hoặc Yêu Yêu nghiên cứu không được sao? Bọn họ đều là chuyên gia về phương diện này. Vân Mạn, ngươi chỉ là một bác sĩ. Nghe Liễu Mộng nói. Liễu Vân Mạn bất đắc dĩ thở dài. Không thể không thừa nhận Liễu Mộng nói rất có lý. Nàng chỉ là một bác sĩ, hoàn toàn không am hiểu mấy chuyện giải mật mã này. Thần tiên đảo là nơi nào vậy? Tuyết Khỉ La hỏi dò, không phải các ngươi đến từ phiếu miểu tiên môn sao? Liễu Vân Mạn nhìn Tuyết Khỉ La, cười nói, đúng vậy, thần tiên đảo là một phân bộ của phiếu miểu tiên môn. Chúng ta thuộc về phân bộ đó. Tuyết Khỉ La chỉ cười. Cũng không hỏi nhiều. Trái đất, đỉnh núi tuyết, hoàng kim phủ cung. Sau khi trời sáng, tất cả thí luyện giả đều tập trung bên trong đại sảnh, bàn tán về vụ án phát sinh ngày hôm qua.
thi thể người mặc kim bào được đặt ở đại sảnh, lồng ngực bị một kiếm xuyên thủng, để lại vết thương thật lớn, tim cũng bị lấy đi mất, nhìn ra được hung thủ cực kỳ tàn nhẫn, thủ đoạn lại rất cao minh, thực lực tuyệt đối không kém. Nửa đêm hôm qua, khi người mặc kim bào bị giết chết, tất cả mọi người đều tập trung tại đại đường, chỉ có ngươi và nữ nhân kia không có mặt, các ngươi không phải hung thủ thì còn ai là hung thủ nữa. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, khôi phục sinh khí, Lăng Thiên Sơn một lần nữa chĩa đầu mâu về phía Hạ Thiên và Bạch Tiêm Tiêm. Hạ Thiên vẫn không hứng thú cho lắm, nghe Lăng Thiên Sơn nói, hắn chỉ trả lời lại một câu, xem ra, tên ngốc ngươi bị đánh hôm qua còn chưa đủ. Im ngay, Lăng Thiên Sơn bị đâm trúng chỗ đau, lập tức nổi trận lôi đình, đừng tưởng rằng ngươi chiếm được tiện nghi thì có thể diễu võ dương oai ở đây. Tối hôm qua, ta chỉ nhất thời phạm sai lầm, ngươi mới có thể thừa dịp được. Hạ Thiên nhếch miệng, thua thì thua, ngay cả dũng khí thừa nhận cũng không có, quả nhiên phế vật. Ta không có thua, nếu ngươi còn sỉ nhục Lăng Mỗ thêm một câu nào, ngươi có tin ta một kiếm đâm chết ngươi hay không? Lăng Thiên Sơn thấy ánh mắt của những người khác không đúng, vội chống chế. Hạ Thiên chỉ phun ra hai chữ, ngớ ngẩn. Phổi Lăng Thiên Sơn như muốn nổ tung, nắm chặt quyền như muốn đánh về phía Hạ Thiên. Lúc này, rốt cuộc cũng đã có người đứng ra ngăn cản. Lăng công tử, tuyệt đối đừng xúc động. Tần Bảo Ngọc đưa tay đè Lăng Thiên Sơn xuống, khuyên bảo, việc cấp bách bây giờ là tìm ra hung thủ, tuyệt đối không nên hành động theo cảm tính. Nam tử đeo kiếm Trương Chí Thanh hờ hững nói, tìm hung thủ gì? Có cần thiết không? Chúng ta đến đây là để tham gia thí luyện tiểu tiên giới, cũng không phải chơi trò phá án nhàm chán. Trương công tử, người nói vậy là không đúng. Tần Bảo Ngọc cau mày, nói với Trương Chí Thanh, tuy nói người mặc kim bào không có liên quan gì đến chúng ta, nhưng dù sao hung thủ cũng nằm giữa chúng ta. Nếu chúng ta không sớm bắt người đó, ai biết hắn ta có thể ra tay với chúng ta hay không? Hoặc có thể nói, người chính là hung thủ. Giọng điệu của Lăng Thiên Sơn lại biến đổi, bỗng nhiên nhằm vào Trương Chí Thanh, nơi này chỉ có người cả ngày vác kiếm mà thôi. Không sao, các ngươi muốn cho gì thì cho. Trương Chí Thanh hừ lạnh, ngạo nghễ nói, nếu các ngươi cho rằng ta chính là hung thủ, các ngươi cứ việc ra tay, bổn công tử sẽ cho người đó biết sự lợi hại của ngũ lôi kiếm pháp Trương gia. Nói xong, hắn ta đứng lên, quay người bước ra khỏi đại đường. Đi về phòng của mình, bổn công tử không rảnh lãng phí thời gian ở đây với các ngươi cứ chậm rãi đi tìm hung thủ đi. Làm bộ cái gì, lúc nào cũng tự cho mình là đúng. Ánh mắt Ngôn Tử Mặc của thần Châu Cương Thi Môn lộ ra vẻ chán ghét, thấp giọng mắng hai câu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 145.